TSS Channel. Chương 121, tặng thủ cấp. Bất quá Sư Xuân cũng không có manh động dùng sức mạnh giải quyết vấn đề, muốn che giấu thực lực, không muốn cho người Sinh Châu bên kia quá nhanh biết tu vi của mình đột phá đến cao vũ. Có một số việc dưới tình huống đối phương không đề phòng, mới dễ đắc thủ. Cho nên hắn dùng hai cái nhảy lên nhảy xuống đi qua, rơi vào nơi có ánh sáng bên ngoài hang băng, rơi vào trước mặt một đám người đang tụ tập. Vừa rơi xuống đất, hắn liền cảm giác được không đúng, ngửi được mùi máu tươi. Đám người tụ tập rải rác bên ngoài hang băng cũng rất bất ngờ, kinh ngạc nhìn tên gia hỏa từ trên trời giáng xuống này. Hai tay Sư Xuân muốn nâng lên, vốn định bày ra một bộ dáng nịnh nọt của tiểu Xuân tử bái kiến chư vị, nhưng động tác còn chưa bày ra đã cứng đờ, hắn thấy được nơi phát ra mùi máu tanh, thấy được Cam Ngọc Đường ngã trên mặt đất. Thấy được Cam Ngọc Đường bị một thanh kiếm đóng đinh trên băng nguyên, không khỏi sửng sốt, tình huống thế nào? Đột nhiên có người vui vẻ lên tiếng, hắc, đây không phải là tên gia hỏa từ trong lao thả ra, bị Vô Kháng Sơn kéo tới cho đủ số người sao? Đúng vậy, là hắn. Người này làm sao cũng tới đây? Không đúng nha, hắn không phải đã sớm mất tích sao, như thế nào chạy tới đây? Ha ha, sợ là bị thần quan của Thần Quang Tông chiếu tới. Tên này chẳng lẽ cũng một mực vây ở trên băng nguyên, chúng ta lúc trước tại băng nguyên nhiều lần điều tra, hắn vì sao không xuất hiện? Một đám người mồm năm miệng mười nghị luận, cho dù không biết Sư Xuân, cũng biết sim y trên người Sư Xuân. Huống chi thật đúng là đều có ấn tượng với Sư Xuân, thật sự là bởi vì Ngô Cân Lượng quá mức dễ thấy, ngay cả hắn cũng dễ thấy, lúc trước khi mới vừa kết đội, Bạch Thuật Xuyên lại thích mang theo nhóm Vô Kháng Sơn bên người, rất bắt mắt, mọi người đã sớm chú ý tới, cũng có hỏi thăm qua, sẽ không nhận lầm người. Trong lúc mọi người nghị luận mang theo ý trêu chọc, đều cảm thấy Sư Xuân là vận khí may mắn gì, nơi này mới vừa xuống tay với người Vô Kháng Sơn, đệ tử Vô Kháng Sơn mất liên lạc đã lâu này lại đột nhiên xuất hiện, chết tử tế không muốn, đây không phải là đụng vào lưỡi dao sao? Thần Quang Tông hạ sát thủ với người Vô Kháng Sơn, để ngươi nhìn thấy còn có thể buông tha ngươi mới là lạ. Có người xem náo nhiệt, cũng có mấy người im lặng ở bên cạnh bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, thờ ơ lạnh nhạt. Sư Xuân quét mắt nhìn nhân số ở đây, không sai, đại khái phù hợp với tin nhắn mà Biên Duy Anh gửi lúc trước, nhưng tình cảnh này nào có một chút ý tứ là đồng bọn, Cam Ngọc Đường rõ ràng còn thở dốc, nhóm người này cư nhiên không có bất kỳ ý tứ viện trợ nào, ngược lại có rất nhiều lòng dạ bàn quan đến trêu chọc Sư Xuân hắn. Không thể nào là Biên Duy Anh đã thương, hắn rất rõ ràng, Cam Ngọc Đường tuyệt đối là tâm phúc đáng tin cậy của Biên Duy Anh. Thủy chung bảo vệ ở bên người Biên Duy Anh, đó là gia hỏa ngay cả Biên Duy Anh đi nhà xí cũng hận không thể đi theo một bên bảo vệ. Tình huống này của Cam Ngọc Đường, hắn rất nhanh ý thức được Biên Duy Anh có thể đã xảy ra chuyện, nếu không Biên Duy Anh không có khả năng mặc kệ. Biên Duy Anh đâu? Ánh mắt hắn quét nhìn chung quanh, hiện trường không thấy người, ngược lại mắt phải nhìn thấy trong hang băng có hai bóng người nằm lôi lôi kéo kéo. Hắn lại nhìn về phía hiện trường toàn là đàn ông, trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra. Bởi vì chuyện tương tự hắn ở nơi lưu đày thấy quá nhiều, nơi lưu đày một nữ nhân rơi vào trong một đống nam nhân, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Sau khi lưu ý đến giới tính quần thể ở hiện trường, hắn đều vì Biên Duy Anh mà toát mồ hôi lạnh, loại địa phương đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài này, địa phương phong bế, địa phương hắc ám, địa phương không có quy tắc, thực lực của ngươi lại không bằng một đám nam nhân, lại dám cùng một đám nam nhân đứng chung một chỗ, nữ nhân kia thật đúng là có bệnh không nhẹ. Không phải nói phụ nữ bên ngoài rất để ý quan niệm trinh tiết sao? Dù sao hắn đứng ở quan niệm nơi hắn lưu đày, không cách nào hiểu được Biên Duy Anh nghĩ như thế nào. Nếu không phải nhìn thấy Cam Ngọc Đường bị đặt ngã trên mặt đất, hắn thậm chí cho rằng Biên Duy Anh thích món này muốn chơi đùa, dù sao con cái quý tộc có hào môn có chút bệnh hắn cũng nghe nói qua. Lại nhìn bóng người trong hang băng, hắn giơ tay muốn chắp tay buông xuống, sắc mặt cũng lạnh xuống. Cũng không phải hắn để ý Biên Duy Anh sống chết, mà là trong xương cốt hắn cũng có khí chất nam nhân, lão tử không tới thì thôi, sau đó nghe nói cũng có thể coi như không nghe thấy, dù sao quan hệ với Biên Duy Anh cũng chỉ như vậy, hiện giờ lão tử mặc quần áo Vô Kháng Sơn đứng ở trước mặt các ngươi cư nhiên cường bạo nữ nhân Vô Kháng Sơn trước mặt lão tử sao? Hơn nữa còn trêu chọc lão tử trước mặt mọi người. Truyền ra ngoài lão tử về sau còn như thế nào lăn lộn? Khuôn mặt này đánh hắn cũng có chút không nhìn được. Cho dù là ở nơi lưu đày, nữ nhân Đông Cửu Nguyên gặp phải chuyện này, đại đương gia như hắn cũng phải báo thù này. Cho dù là người nguyên thủy, giữa nam nhân chân chính cũng có tính người. Gặp phải chuyện này, khí phách đại đương gia của hắn cũng không nhịn được. Đánh thắng còn giấu giếm thực lực cái rắm. Hắn gầm lên một tiếng xé rách bầu trời đêm, Cân Lượng, đánh. Một tiếng quát này, khiến Cam Ngọc Đường Lâm Nguy lần nữa mở mắt ra, thấy được hắn, trong mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng hy vọng cuối cùng, dù là biết năng lực của đối phương làm không được, hắn vẫn là run rẩy giơ tay lên, liều hết một ngụm khí lực cuối cùng, chỉ hướng hầm băng cứu. Lời còn chưa dứt, tay đập xuống, đầu nghiêng một cái, ánh mắt vẫn dùng sức trừng. Hành động này, càng khiến Sư Xuân xác định. Trong hầm băng, Biên Duy Anh đã bị lột sạch. Triệu Khởi Sơn ngồi quỳ bên cạnh giống như đang chơi một món đồ chơi, cầm khối băng trượt băng trên đường công thân thể cô, chơi có tư có vị, thưởng thức bộ dáng sau khi cô bị kích thích. Thân chịu trọng thương vốn là thể hư, quần áo bị xé rách ở trong hang băng này vốn khó có thể chống lạnh, lại bị khối băng kích thích, quả thật bị kích thích quá sức. Nàng từ nhỏ đến lớn nào từng chịu nhục nhã như vậy, xấu hổ đến muốn tự sát mà không được, đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng nhiều lần giãy dụ muốn chạy trốn, lại bị Triệu Khởi Sơn dễ dàng kéo trở về, tiếp tục đùa giỡn. Ai, nữ nhi tông chủ chúng ta cũng có nữ nhi, tướng mạo xa không bằng ngươi, nhưng tính tình kia thật sự là cao cao tại thượng a, tiện nhân, ngươi khóc cái gì nha, nên khóc là ta, nếu không phải bởi vì ngươi, ta làm sao có thể bị cuốn tới nơi này, không tìm ngươi tiêu hỏa tìm ai chứ. Đừng khóc, cái này còn chưa bắt đầu đâu, mau, bày ra ngươi ngày xưa cao quý bộ dáng, bằng không ta muốn trừng phạt ngươi. Ngay khi Triệu Khởi Sơn trêu đùa trêu chọc, bên ngoài có động tĩnh ong ong truyền đến, hình như có người đang la to. Tầng băng trong hang băng quá dày, hiệu quả cách âm không tệ, thêm nửa cửa vào cũng quanh co trầm xuống, cho nên vẫn chưa nghe rõ là ai đang gào thét. Biên Duy Anh xấu hổ không chịu nổi lại ngẩn ra, không biết có phải mình nghe lầm hay không, giống như nghe được thanh âm của Sư Xuân. Chợt lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, Sư Xuân làm sao có thể xuất hiện ở đây, tuy rằng Sư Xuân đã nói sẽ tới tìm nàng, lui một vạn bước nói, Sư Xuân đến thì có thể thế nào, một tu sĩ sơ võ. Mà một màn trước mắt, nàng lại kinh hãi liều mạng muốn bò ra. Triệu Khởi Sơn đứng lên, đang cởi quần áo của mình, đang cởi đai lưng quần của mình. Động tĩnh bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, quấy rầy nhã hứng của hắn, quyết định trước tốc chiến tốc thắng một hồi rồi nói sau. Bá, Sư Xuân rút đao sau lưng ra, Ngô Cân Lượng cũng mang theo đại đao xuất hiện, rời ở bên cạnh hắn. Vị trí trốn cách đây chỉ là một chuyện nhảy nhót, rất gần. Ngô Cân rơi xuống đất liền hỏi, hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã để cho mình hiện thân, sớm biết như vậy đã không trốn, sau đó thấy được Cam Ngọc Đường ngã xuống đất, ánh mắt ngưng tụ. Tên ngốc cũng ở đây à, các ngươi xách dao dương nanh múa vuốt làm gì, là bất khí ha hả, vẻ mặt không có ý tốt đến gần. Giống như những người khác đoán trước, Thần Quang Tông nếu đã hạ độc thủ với Vô Kháng Sơn, chỉ cần có cơ hội, cũng sẽ không để cho người Vô Kháng Sơn còn sống rời đi. Không ít người cũng đều vui tươi hớn hở nhìn, không ai sẽ đem hai nơi lưu đày này đi ra để vào mắt, bởi vì đều rõ ràng thực lực của hai người, một cao võ tiểu thành, một sơ võ đại thành. Ở trong mắt bọn họ thật sự là không đủ nhìn. Ánh mắt nhìn kỹ của Sư Xuân lại định lại ở hang băng bên kia, thấy được động tác có bóng người đứng lên cởi áo cởi dây lưng, ân. Chẳng lẽ còn chưa có làm sao? Nào còn dám kéo dài nữa, hiện tại không phải chuyện báo thù, mà là muốn cứu người, hắn nhanh chóng nghênh đón La Bất Khí đi tới. Khoảnh khắc hai người đối diện, không chút dây dưa dài dòng, ra tay là sát chiêu giải ma thủ, đánh tới. La Bất Khí tu vi chính là cao võ thượng thành, làm sao đem một cái cảnh giới sơ võ tạp chủng để ở trong mắt, tiện tay vung đỡ. Cạch, một tiếng nổ không bình thường. La Bất Khí phát hiện cánh tay mình vung lên bị một cổ lực nổ tung lay động, mới đột nhiên ý thức được tình huống không đúng. Bùng! Sư Xuân đã một chưởng đánh vào ngực hắn. La Bất Khí hai mắt bạo đột, sau lưng xiêm y phồng lên bắt đầu khởi động, giống như có vật gì muốn chui ra, cả người hai chân chiến đấu. Sư Xuân cùng người hắn sai lướt qua, tiện tay đẩy bay về phía sau, những người này giao cho ngươi. Lời đương nhiên là nói với Ngô Cân Lượng, hắn muốn đi cứu người. Ngô Cân Lượng bản đao chắn lại, đem La Bất Khí đẩy bay tới chắn rơi xuống đất, sau đó đại đao nhấc lên, trực tiếp xử hướng đầu La Bất Khí, vẻ mặt nhe răng cười, lại dám gọi ta ngốc tử. Bóp! Thanh thúy nổ tung. Xử lý sạch sẽ lưu loát, óc nổ tung dưới hai đao của Ngô Cân Lượng. thấy La Bất Khí bị một chiêu hạ gục, một đám người xem náo nhiệt kinh hãi, đây có thể là tu vi sơ vũ sao? Đánh chết bọn họ cũng không tin. La sư huynh, một đệ tử Thần Quang Tông khác lúc bi thương, lại khẩn cấp vỗ hai tay một cái, nhất thời nở rộ ra nuốt hết tất cả chói mắt bạch quang. Cái quỷ gì? Ngô Cân Lượng vung tay áo che mắt. Bùng! Trong tiếng vang, bạch quang lại nhanh chóng tắt. Nhanh chóng mở mắt đề phòng người, chỉ thấy nổ tung huyết nhục bay tứ tung. Sư Xuân khẩn cấp ra tay, nắm lấy cái đầu nơi tay, vẻ mặt lạnh khốc túc sát, thủ cấp trong tay hướng người ngăn cản phía trước âm vang hữu lực đẩy một cái, ý tứ rất rõ ràng, người ngăn cản ta chết. Đây là kết cục. Nóng lòng cứu người, sợ bị những người này dây dưa, phải uy hiếp, cho nên ra tay không giữ lại chút nào, đều là tuyệt chiêu. Ngay sau đó, hắn một tay cầm dao, một tay cầm thủ cấp xông tới. Quả nhiên, những người còn lại đều sợ hãi, nhao nhao lắc mình lui ra một bên, không dám ngăn cản cửa vào hang băng. Một cái đối mặt công phu, liền giết Thần Quang Tông hai người nào dám ngăn cản. Thần Quang Tông có thể bị Bạch Thuật Xuyên nhìn trúng, thực lực tự nhiên bất phàm, 5 người tham dự hội nghị đều là tu vi cao võ thượng thành, mắt thấy bị chém như chặt dưa thái rau dễ dàng chém giết, mọi người ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Sư Xuân trực tiếp vọt vào hầm băng, lắc mình đi nhanh trong thông đạo quanh co. Trong hầm băng, Triệu Khởi Sơn để trần cánh tay, mới vừa cởi quần. Lúc này lại khẩn cấp mặc quần, hắn lại không điếc, sẽ không ngay cả động tĩnh đánh nhau bên ngoài cũng nghe không ra, nóng lòng xem xét đã xảy ra chuyện gì. Cũng có chút nổi giận, muốn biết là ai nhiều lần phá hư nhã hứng của hắn. Mới vừa luống cuốn tay chân buộc quần, chợt khẩn cấp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đã ở cửa ra vào xách đao hiện thân, chính là Sư Xuân. Sư Xuân thấy được Biên Duy Anh không giống nhau trên băng tháp, tóc rối bù, mặt đầy lệ quang, gian nan giãy giụa, thân thể đường công thước tha kia ở dưới diễm khí quang huy hiện ra tư thế kinh diễm khác thường, rất đẹp mắt, làm người ta xem qua khó quên. Bất quá hắn không có tâm tư nhìn, ánh mắt nhanh chóng tập trung Triệu Khởi Sơn, gặp qua, nguyên lai là vương bác đảng này. Biên Duy Anh cũng quên mất xấu hổ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sư Xuân, dĩ nhiên thật sự tới, tưởng là gặp quỷ, lúc tuyệt vọng nghe được thanh âm cũng tưởng là ảo giác, không nghĩ tới thật sự là hắn tới. Cái này một tay đao, một tay cầm thủ cấp, vào giờ này khắc này, đằng đằng sát khí xuất hiện một màn, thành một màn mà nàng cả đời khó quên. Triệu Khởi Sơn cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì nhận ra Sư Xuân, tên này sao lại tới đây? Hắn có chút không nghĩ ra. Ánh mắt rất nhanh dừng lại ở trên thủ cấp, một tiếng kinh hô, sư đệ. Tặng ngươi. Sư Xuân gầm lên một tiếng vung tay đập thủ cấp qua, ý đồ dời đi lực chú ý của đối phương, để tránh đối phương uy hiếp Biên Duy Anh. Cho nên thủ cấp vừa ra tay, người hắn cũng khẩn cấp vọt tới. Triệu Khởi Sơn không nhận thủ cấp, đẩy ra, chắp tay vỗ một cái, bỗng nhiên tỏa ra bạch quang chói mắt. Phản ứng này không thể nói là không đặc sắc, mặc dù không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, mặc dù không đem đối phương để vào mắt, nhưng đối phương có thể từ bên ngoài nhiều người như vậy ở giữa chém giết sư đệ mình, hắn cũng không dám khinh thường, ra tay cũng là tuyệt chiêu. Nhưng tuyệt chiêu này của hắn đối với Sư Xuân vô dụng, dị năng mắt phải của Sư Xuân còn chưa biến mất, chỉ là mắt trái nhắm lại mà thôi. Đối phương mượn cường quang kích thích thủ thuật che mắt, lại dùng phương pháp di hình đổi vị trí, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc bắt giữ chuẩn xác của Sư Xuân. Không gian xê dịch trong hang băng có hạn, Sư Xuân tránh sang một bên, thuận thế một chưởng đánh tới. Triệu Khởi Sơn hai tay tạo thành 10 hơi kinh hãi, hai tay thuận thế một cái, lại bị một cổ lực nổ tung quỷ dị nổ tung, dẫn đến trước người mở rộng, trơ mắt nhìn một chưởng như rồng núi kia ấn ở ngực của mình. Một chưởng này tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực trùng kích, ngay cả thân thể hắn cũng không có đánh lui cái gì, nhưng quái lực hàm súc bên trong, lại làm cho hắn cố gắng mở to hai mắt, mở miệng, tựa hồ muốn từ trong cổ họng phóng thích ra cái gì. Một chưởng này cũng đánh tắt bạch quang nở rộ kia. Khoảnh khắc bạch quang tắt đi, Biên Duy Anh khẩn cấp mở mắt nhìn, đúng lúc Sư Xuân xoay người một đao, chém đầu Triệu Sơn bay lên. Cái đầu vung bay thiếu chút nữa đập vào người nàng, rơi xuống giường băng, lăn tới bên cạnh nàng, huyết dịch vung ra bắn tung tóe lên mặt nàng. Nàng kinh ngạc nhìn, lại là một màn khiến nàng cả đời khó quên. Bên ngoài hang băng, tất cả mọi người thấy được trong hang băng đột nhiên nở rộ cường quang, nhuộm đẫm một màn tầng băng diện tích lớn. Có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết là Triệu Khởi Sơn ra tay. Nhưng hào quang nở rộ ngắn ngủi, tự như đệ tử Thần Quang Tông nổ tung trước đó, nghiễm nhiên bị gián đoạn. Sau đó bên trong ngay cả động tĩnh đánh nhau cũng không có. Có vết xe đổ, không ai cho rằng Triệu Khởi Sơn có thực lực mạnh như vậy nhanh chóng kết thúc chiến đấu, như vậy chính là bị người kết thúc chiến đấu. Ngô Cân Lượng đập nát não La Bất Khí, hướng mọi người uy một tiếng, nhìn xem. Đều hướng Gia Gia nơi này nhìn, Gia Gia ở đây, đối thủ của các ngươi là ta. Giơ đại đao lên, từng người chỉ điểm, đừng lề mề, cùng lên đi. Gây cho bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, có người nháy mắt với đồng môn, sau đó nhanh chóng lắc mình bay vút đi, nhanh chóng trốn vào trong bóng tối băng nguyên mênh mông. Có người dẫn đầu chạy, một đám người bỗng nhiên chạy nhanh hơn một người, đảo mắt chạy sạch sẽ. Ngô Cân Lượng nhất thời nóng nảy, này, quay lại hết đi, các ngươi chạy cái gì? Mau quay lại. Quỷ mới trở về, vừa rồi Sư Xuân bày ra thực lực đã đem bọn họ kinh sợ không nhẹ, kết quả vị này càng khoa trương, cư nhiên hô lên để cho bọn họ cùng tiến lên, cái này còn thế nào chơi, không chạy muốn chết sao? Vấn đề số học đơn giản mọi người vẫn có thể tính ra, Sư Xuân là cái gọi là sơ võ thượng thành, một tên đối mặt liền đem toàn bộ Thần Quang Tông làm thịt, vậy cái gọi là cao võ tiểu thành này còn cần phải nói sao, còn vừa mở miệng liền để cho mọi người cùng nhau tiến lên, ai dám lên? Ngô Cân Lượng cũng ngốc tại chỗ, nhìn chung quanh một chút, không phải nằm mơ, là thật chạy không thấy bóng dáng, làm cái gì vậy? Đại đao rất là tịch mịch đứng trên mặt đất. Hắn còn muốn dựa vào bảo y đại triển hùng phong, chỉ chớp mắt toàn bộ chạy, để cho hắn làm sao bây giờ, tu vi của mình biết, truy người là khẳng định đuổi không kịp, không cần đuổi theo. Ánh mắt sau đó rơi vào trên người Cam Ngọc Đường, xách đao bước nhanh đi tới, ngồi xổm điều tra, phát hiện tắt thở, không khỏi thổn thức, lại đứng dậy hướng hầm băng đi đến. Sau khi tiến vào cửa động, mới phát hiện cửa vào còn có khúc cua, quẹo qua một khúc cua, phát hiện phía trước còn có một khúc cua, địa hình khác thường, nhìn không thấy tình hình thực tế bên trong, hắn lập tức cầm đao cảnh giác, vừa dịch bước, vừa thử hô, Sư Xuân, bên trong thế nào? Hắn cũng sợ bị mai phục. Máu tươi từ chỗ cổ phun trào, nửa người dưới thân thể tàn phế run rẩy của Triệu Khởi Sơn, quần mới vừa xách lên không biết vì nguyên nhân gì cư nhiên lại rơi xuống, người cũng theo đó ngã xuống ầm ầm. Dị năng mắt phải của Sư Xuân gần như đồng thời biến mất, phủi sạch vết máu trên đao, đưa tay cắm vào vỏ đao phía sau, ánh mắt xoay quanh, nhìn chằm chằm thi thể khô giáp sĩ ngã nghiêng trên mặt đất, đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, ánh mắt sau đó rơi vào trên người Biên Duy Anh. Biên Duy Anh vì bị thương, hoặc vì rét lạnh mà run lẩy bẩy cũng tỉnh táo lại, mới ý thức được Sư Xuân nhìn thấy mình đang không mặc quần áo, xấu hổ, hoảng loạn, ôm ngực, kẹp chân, đưa tay tùy tiện túm lấy xiêm y không biết là niên đại gì đắp lên người mình. Chỉ là những xiêm y kia trải qua tuế nguyệt quả thật quá dài một chút, trở nên có chút giòn tan, bị nàng ngăn chặn tùy tiện kéo một cái, lấy khí lực hiện tại của nàng lại có thể dễ dàng xé nát. Thấy nàng hành động cực kỳ bất tiện, nhìn ra là bị thương nặng, Sư Xuân lười nói nhiều với nàng, nhìn cũng đã thấy sạch, còn già mồm cái rắm, Ngô Cân Lượng còn ở bên ngoài một mình đối mặt quân địch, tuy có bảo y hộ thể, cũng khó bảo đảm không có bị thương. Hắn bước nhanh qua, nhặt lên một cái áo khoác ném trên mặt đất, hắn có thể nhận ra là xiêm y của Biên Duy Anh, bước dài lên giường băng, một cước đá văng cái đầu tươi mới kia, lấy xiêm y phủ lên người Biên Duy Anh đang cuộn mình phát run, khó xử chính là, xiêm y không phải cởi ra bình thường, xé rách, không thể che chắn hữu hiệu. Che khuất bên này, bên kia lại đi ánh sáng. Quên đi, hắn lại tùy tiện kéo chút quần áo lộn xộn trên giường băng đắp lên người nàng, hỏi, sư tỷ, tự mình có thể làm được không? Vừa nói vừa cào một chút tạp chủng, tùy tiện lau vết máu mới bắn lên mặt cô. Vừa rồi lúc hắn nhảy lên, Biên Duy Anh bị dọa nhảy dựng, lo lắng hắn lại giống như Triệu Khởi Sơn, kết quả sau khi thấy rõ tất cả phản ứng biểu tình ở khoảng cách gần, mới ý thức được, đối phương là một người quân tử, nên nhìn như thường, lúc trước không thấy rõ, vừa rồi có thể còn đặc biệt nhìn nhiều hai lần, một chút cũng không biết lãng tránh. Phần hào phóng kia của người ta, lại cho cô một loại cảm giác ngược lại, cảm thấy mình có bao nhiêu đẹp mắt, bao nhiêu mê người, tự hồ là mình suy nghĩ nhiều. Có thể từ trong phản ứng của đối phương nhìn ra, người ta nhìn mình giống như nhìn một con heo nái không có gì khác nhau. Cô đang suy nghĩ, mình bây giờ có phải rất chật vật, rất khó coi hay không? Điểm khác biệt giữa nữ nhân và nam nhân lúc này lộ ra, lúc này còn có thể theo bản năng để ý dung mạo. Hơi hơi nâng cầm lên, ô ô mơ hồ một tiếng hai chữ cầm. Nhìn thấy cầm cô cúi xuống không khép lại được, Sư Xuân ý thức được cái gì mà một ngón trỏ ngoắc ngoắc cầm cô loay hoay. Sau đó hai bàn tay bưng lên gò má cô, tùy tiện đẩy một cái liền phục hồi vị trí cho cô. Chợt lại đưa tay bắt mạch của nàng kiểm tra thực hư thương thế, phát hiện quả thật bị thương không nhẹ, lúc này sờ soạn mấy viên đan dược, cẩn thận đút vào trong miệng nàng. Sở dĩ phải cẩn thận là bởi vì cầm của nàng vừa mới trở lại vị trí cũ, không dễ động tác quá lớn. Trong quá trình Biên Duy Anh nuốt đan dược, lại lưu ý toàn bộ quá trình động tác ôn nhu của hắn, ngóng nhìn thật sâu, trong đầu so sánh với bộ dáng lạnh khốc sách đao sách thủ cấp xông vào, còn có hình ảnh một đao đầu lâu bay, người giống như sát thần, cùng lúc này chân chính là hai người khác nhau. Cũng nhớ tới câu nói lúc ấy ấm áp trong Tử Mẫu Phù, ngươi không cần sợ, ta chính là đi giải quyết nguy hiểm. Vốn tưởng rằng hoang đường quỷ xả lời nói, không nghĩ tới người ta thật sự nói được làm được, tại nàng chân chính tuyệt vọng thời điểm lấy loại này tràn diện xuất hiện. Nàng hiện tại không muốn hỏi hắn là làm sao tới, làm sao tìm được nơi này, cũng không muốn hỏi hắn vì sao có thực lực cường đại như vậy, liền nhìn chằm chằm người này. Vừa rồi cô còn sợ muốn chết, thoáng qua trong lòng an tâm không sợ, so với trước khi không bị thương còn an tâm hơn, trước khi không bị thương vẫn lo lắng đề phòng, hiện tại đột nhiên liền an tâm kiên định. Lúc này, trong lối vào truyền đến tiếng hò hét của Ngô Cân Lượng, Sư Xuân, bên trong thế nào? Biên Duy Anh bỗng nhiên lộ vẻ kinh hoảng, che không được cơ thể theo bản năng muốn hướng một đống quần áo rách bên trong co rụt lại. Sư Xuân hiểu, quay đầu lại hô một tiếng, đừng vào. À, vì sao? Ngô Cân Lượng khó hiểu. Bảo ngươi đừng vào thì đừng vào. Sư Xuân cảnh cáo rất nhiều, lại đi xuống đất nhặt áo khoác của Triệu Khởi Sơn, xoay người đưa cho Biên Duy Anh. Ai ngờ Biên Duy Anh phản ứng có chút mãnh liệt, cho dù suy yếu, cũng vẫn dùng sức lắc đầu, thần sắc kháng cự trên mặt rất rõ ràng. Được rồi, Sư Xuân vừa có thể hiểu được, lại cảm thấy nữ nhân này nghèo rồi mà còn chảnh, đều nghèo không có quần mặc, mông trần, cư nhiên còn để ý quần áo của ai. Cũng không dông dài với nàng, lắc mình một cái, rẽ vào trong thông đạo, chạm mặt Ngô Cân. Nhìn thấy Sư Xuân hoàn hảo, Ngô Cân Lượng thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, chờ hắn mở miệng, Sư Xuân liền hất cằm nói, mặc hai cái áo khoác không ngại nhiều sao? Hả? Ngô Cân Lượng không biết có ý gì, Sư Xuân, mới qua vài ngày tốt, quần áo ở Đông Cửu vốn là thứ tốt, chúng ta khi nào thì chê nhiều quần áo, nơi này lạnh vù vù, thêm một bộ vừa vặn. Hắn thật sự không ngại quần áo nhiều, nhất là quần áo vừa người hắn. Cả đời hắn, chỉ có một ngày đi ra khỏi nơi lưu đày đến Chiếu Thiên Thành, mới chính thức mặc vào một bộ xiêm y hoàn chỉnh hợp thân hắn. Sư Xuân dứt khoát nói, cởi bộ bên ngoài ra. Tại sao? Bảo ngươi cởi thì cởi đi, nói nhiều làm gì? Được rồi, Sư Xuân làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, Ngô Cân Lượng lập tức cắm đao dựa vào vách động, cởi áo cởi đai. Sư Xuân thuận miệng hỏi, bên ngoài sao không có động tĩnh đánh nhau? Ngô Cân tức giận nói, đều chạy rồi, còn không phải ngươi, nhất định là bị ngươi dọa chạy, đã lâu không đánh nhau, tay đang ngứa, không vớt được. Y phục tùy tiện vào một cục đưa cho đối phương, lại hỏi, sao không thấy Biên Duy Anh? Sư Xuân nghiêng đầu ra hiệu, bên trong, bị thương. Ôi, sư tỷ bị thương, ta đây phải nhìn xem. Ngô Cân Lượng hai mắt tỏa sáng giơ đao xông vào. Hắn đối với xem mỹ nữ vẫn là cảm thấy hứng thú, trong đầu thậm chí hiện lên một cái ý niệm, lúc này, cho dù vây ở chỗ này không ra được, cũng không như vậy tịch mịch, dù sao Sư Xuân đối với nữ nhân bình thường cũng không có hứng thú, vừa vặn. Sư Xuân lại túm lấy xiêm y sau lưng hắn kéo trở về, đẩy ra ngoài động một cái, chỉ ngoài động, nhìn cái gì chỉ là một người bị thương, quay đầu lại từ từ nhìn, sư tỷ muốn chữa thương, ngươi đi ra cửa động hộ pháp, phòng ngừa đám người kia đánh lén. Cũng đúng, quả thật có khả năng đánh lén, Ngô Cân đang ngứa tay nhướng mày, đại đao lên vai, la lên, sư tỷ, ngươi chữa thương, ta đi hộ pháp cho ngươi. Xoay người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi. Trở lại bên giường băng, Sư Xuân ném áo khoác vừa lấy khoác lên người Biên Duy Anh, y phục của huynh đệ ta, chỉ có một bộ này. Biên Duy Anh nhìn hắn trừng mắt, vẻ mặt suy yếu nói, tìm túi của ta, có xiêm y ta mặc bên trong. Sư Xuân quay đầu tìm kiếm, tìm được quần áo rách nát từ mũi chân đẩy ra, ở Biên Duy Anh ra hiệu, mở túi ra, lật tới một cái túi vải nhỏ cuộn chặt, mở ra nhìn, quả nhiên là áo lót của nữ nhân, không khỏi âm thầm lắc đầu, phát hiện nữ nhân chính là nữ nhân, cương nhiên còn mang theo quần áo thay. Sau khi đồ đặt đặt ở một bên Biên Duy Anh, hắn xoay người sang chỗ khác, tuy rằng đã xem qua, bộ dáng phi lễ chớ nhìn vẫn phải làm một chút, hắn không có gì ngượng ngùng, sợ vị sư tỷ tiện nghi này sẽ ngượng ngùng. Sau một phen động tĩnh sột soạt, Biên Duy Anh suy yếu không chịu nổi dừng động tác, lại ngã xuống, thở hổn hển, tiếc y vẫn chưa mặc xong. Thân hình trằn trọc cũng khó khăn, thật sự là không tiện mặc. Nàng cắn môi, nhìn bóng lưng Sư Xuân, đột nhiên nói, giúp ta mặc một chút. Sư Xuân quay đầu lại nhìn, vừa nhìn dáng vẻ suy yếu kia liền hiểu, cái yếm đeo trước ngực, sợ là không đủ sức buộc lại, hắn biết thương thế của đối phương, có thể hiểu được đối phương suy yếu không chịu nổi, nhưng vẫn có chút khó xử, cái này không thích hợp chứ. Biên Duy Anh đã đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói, giả vờ cái gì, ngươi cũng đã xem qua rồi, nhanh lên, ta lạnh quá. Được rồi, đây cũng không phải việc khó gì, Sư Xuân cũng không muốn lề mề, nhanh chóng nhảy lên giường, dưới sự chỉ điểm của Biên Duy Anh hỗ trợ. Sư Xuân vốn tưởng rằng không có gì, rất nhanh cũng có chút đỏ mặt, không có biện pháp, mặc xong yếm lại cho người ta mặc quần lót, quá trình thật sự là quá hương diễm, hắn còn trẻ, huyết khí phương cương, vòng quanh là bình tĩnh, cũng bị làm cho tâm viên ý mã. Hắn đời này thật đúng là lần đầu tiên giúp nữ nhân làm việc này. Hai người đỏ mặt hơn một người. Lúc nhặt quần áo Ngô Cân Lượng lên cho Biên Duy Anh mặc, Biên Duy Anh đột nhiên nói, không mặc. Sư Xuân sửng sốt, không phải chứ, ngươi muốn ra ngoài như vậy. Biên Duy Anh hơi lắc đầu, quần áo quá lớn, khó coi, mặc của ngươi đi. Sư Xuân trừng mắt, sư tỷ, ngươi đừng náo loạn có được hay không, đây là lúc nào rồi, còn quản cái gì đẹp hay không. Ngươi mặc của ta mặc cái gì? Biên Duy Anh hất cầm về phía bộ quần áo lớn trên tay hắn, ngươi mặc đồ của hắn. Nói xong bộ dáng ống yếu rất nhu nhược nhìn hắn, đáng thương, nào còn có chút anh khí bừng bừng, bộ dáng nữ tử yếu đuối nghiêm túc. Ta. Sư Xuân muốn nói lại thôi. Lấy nhu thắng cương chết tiệt, trời sinh chính là sát chiêu đối phó nam nhân. Cũng may hắn là nơi lưu đày đi ra, đối với quần áo có thích hợp hay không quả thật cũng không có gì chú ý, hơn nữa, địa phương rách nát này có cái gì phải chú ý, người ta bị thương thành như vậy, hắn cũng không có gì để so đo, thở dài, xoay người bắt đầu cởi quần áo của mình. Vừa cởi vừa suy nghĩ một vấn đề, lưu nữ nhân này sống còn hữu dụng sao? Trong lòng cũng đang mắng Triệu Khởi Sơn, cởi quần áo thì cởi quần áo, ngươi xé quần áo làm gì? Nơi hắn lưu đày đi ra, nhìn không được người ta chà đạp xiêm y phục của mình ném ở trên giường băng, lại nhanh chóng kéo xiêm y Ngô Cân Lượng mặc lên người mình, mặc vào rõ ràng lớn hơn rất nhiều, không xắn tay áo cùng vạt áo cũng không được. Tiếp theo lại giúp Biên Duy Anh mặc y phục của hắn, cho dù y phục của hắn nhỏ hơn rất nhiều, mặc ở trên người Biên Duy Anh cũng đồng dạng là lớn. Mặc xong quần áo lại giúp người ta mang giày vớ, lần đầu làm việc này, tốt một hồi bận rộn, cảm giác so với giết người phiền toái hơn nhiều. Làm xong việc này, xác nhận Biên Duy Anh đã ổn, Sư Xuân mới hướng ra ngoài động lớn tiếng hô, Cân Lượng. Chỉ chốc lát sau tiếng bước chân truyền đến, hai đầu Ngô Cân ở chỗ rẽ thông đạo thò đầu nhìn xuống, xác định không có dị thường mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, nhìn thấy Biên Duy Anh trên giường băng, vui tươi hớn hở nói, sư tỷ, lại gặp, ngươi bị thương. Chợt trong mắt trừng lên, tiếng nói im bặt. Hắn lại không mù, quần áo lớn nhỏ há có thể nhìn không ra, quần áo trên người Biên Duy Anh rõ ràng lớn hơn rất nhiều, quần áo trên người Sư Xuân cũng lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên là quần áo Ngô Cân Lượng của hắn. Còn nữa, Sư Xuân không mặc quần từ khe hở vạt áo dài có thể nhìn thấy, để trần hai chân. Sư Xuân cũng không có biện pháp, hắn có thể tạm thời không có quần mặc, hai chân đi trần cũng không sao, người ta Biên Duy Anh không được, chỉ có thể cởi của mình cho người ta mặc. Ngô Cân Lượng lại không nghĩ như vậy, giống như cắn đầu lưỡi, hít vào khí lạnh, chỉ cái này, lại chỉ cái kia, các ngươi. Đều trao đổi quần áo, muốn nói hai người có gian tình, lời đến bên miệng vẫn là sửa miệng, Sư Xuân, ngươi không phải không háo nữ sắc sao? Không háo nữ sắc. Biên Duy Anh vốn có chút xấu hổ tựa hồ bắt được một tin tức quan trọng, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sư Xuân đánh giá. Sư Xuân, nghĩ gì vậy, trong thời gian ngắn như vậy có thể làm gì? Nói xong hướng thi thể trên mặt đất nâng cầm ý bảo. Ngô Cân Lượng thuận thế nhìn lại, thấy được bộ dáng quần Triệu Khởi Sơn rơi xuống, không khỏi ngẩn ra, lại cẩn thận quét mắt nhìn hiện trường, thấy được xiêm y bị xé rách của Biên Duy Anh, lại hít một hơi khí lạnh, tự hồ hiểu được cái gì, không khỏi cười khổ, sư tỷ, không phải ta nói ngươi, liền hoàn cảnh này, liền tình cảnh này, ngươi làm sao dám cùng bọn họ lăn lộn một chỗ, đây không phải là tìm kích thích sao? Sư Xuân đã sớm khuyên ngươi rời khỏi bọn họ, sao ngươi lại không nghe? Ngô Cân Lượng thở dài, ở bên ngoài, ngươi tự mình xem đi. Biên Duy Anh lúc này giãy dụ bò dậy, rồi lại hai chân mềm nhũn, thật sự là quá mức suy yếu, thiếu chút nữa từ trên giường băng ngã xuống, cũng may Sư Xuân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Sư Xuân cũng lười nói nhiều, trực tiếp nâng khuỷu tay, ông ngang, như vậy đem người ông ra ngoài. Thi thể của Cam Ngọc Đường vẫn còn tại chỗ, kiếm đóng trên người hắn cũng vẫn còn. Biên Duy Anh rơi xuống đất đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, nửa ghé vào trên người Cam Ngọc Đường khóc trống, hối hận, là thật sự hối hận. Ngay trước khi sự việc xảy ra, bọn họ còn có một cơ hội thoát thân, Cam Ngọc Đường biết trước nguy hiểm còn lo lắng nhắc nhở nàng, là nàng bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng, dẫn đến chính mình chịu nhục, cũng hại chết Cam Ngọc Đường. Hôm nay nàng rốt cục hiểu được, mình sở dĩ có thể ở Lâm Kháng Thành phiên vân phúc vũ, gốc rễ ở chỗ Vô Kháng Sơn thế lực. Nàng đưa tay che lại hai mắt đang cố gắng mở to của Cam Ngọc Đường, hỗ trợ nhắm lại. Sư Xuân lại cởi quần Cam Ngọc Đường ở đầu kia, nơi này là băng nguyên, vạt áo dài lạnh lẽo, cho dù ở nơi lưu đầy không có quần mặc quen, lúc này cũng rất không quen, vẫn là cởi quần mặc trước rồi nói sau. Thấy hắn không tôn trọng người chết như thế, Biên Duy Anh hai mắt đẫm lệ lau nước mắt căm tức nhìn hắn. Sư Xuân ngẩn ra, chợt tiếp tục mặt của mình, một bên đem chân cắm vào trong ống quần, một bên không cho là đúng nói, ngươi nguyện ý cởi quần ra cho ta mặc, ta sẽ đem đồ của hắn trả lại. Sư tỷ, lúc nên quan tâm ngươi không quan tâm, hiện giờ người đều bị ngươi hại chết, quan tâm cái này không có ý nghĩa. Nếu không là xiêm y của Cam Ngọc Đường bị rách, lại bị máu thấm ướt một khối lớn, hắn thật đúng là không muốn mặc xiêm y lớn như Ngô Cân Lượng. Biên Duy Anh bị hắn chặn không còn lời nào để nói. Tay áo xiêm y có thể sắn lên, vạt áo vén lên luôn rơi xuống, dễ dàng dẫm lên, Sư Xuân dứt khoát nắm vạt áo lên, túm lấy một đoạn, ở trong tiếng kêu kinh hô ngừng của Ngô Cân Lượng mạnh mẽ túm xuống một đoạn, vạt áo buông xuống, dài ngắn rốt cục thích hợp. Ngô Cân Lượng tay vỗ trán, có chút thống khổ. Sư Xuân lại sai khiến hắn, đứng đây ngẩn ngơ cái gì, trong hang băng, nên lục soát đều tranh thủ lục soát một chút. Cũng đúng, Ngô Cân Lượng người lập tức lắc mình trở về hang băng lục lọi thi thể. Không bao lâu, trong hang băng chiếu rọi ánh sáng tím rực rỡ lục tục ảm đạm, cho đến khi toàn bộ biến mất, hiển nhiên là có người đem tất cả đàn kim bên trong đều thu lại. Ngô Cân đi ra hai tay ôm một đống đồ, ngay cả giáp trụ của thây khô cũng dỡ xuống. Sư Xuân cũng thanh lý sạch sẽ những thứ hữu dụng trên người ba cổ thi thể bên ngoài, bao gồm cả trên người Cam Ngọc Đường. Trên người Cam Ngọc Đường còn lại mấy tấm phù triện, đều tịch thu. Tất cả mọi thứ được tập hợp lại với nhau trên lưng Biên Duy Anh. Mặc kệ còn có thể hay không đi ra ngoài, trước đem thu hoạch làm đến tay, dù sao có càng không vòng tay, mang theo cũng không khó khăn. Sau khi xong việc, Sư Xuân lúc này mới đi tới trước mặt Biên Duy Anh còn đang nức nở, sư tỷ, nơi này không thích hợp ở lại, chúng ta vốn là không có mấy người, còn muốn luôn đề phòng đánh lén, không dễ chịu, hơn nữa nơi này quá lạnh, không thích hợp cho ngươi khôi phục vết thương, đi thôi, đổi chỗ khác đi. Nói đến đây, hắn cũng rất là bất đắc dĩ, hắn chạy tới là muốn nhiều người lực lượng lớn, kết quả chết, bị thương, người hữu dụng cũng toàn bộ chạy. Sớm biết là kết cục này, hắn chạy chuyến này làm gì? Bất quá hắn cũng đã cân nhắc qua, nếu không phải Biên Duy Anh vẫn duy trì thói quen thông báo tình huống cho đồng bọn, hắn thật đúng là sẽ không xuất hiện ở đây cứu giúp. Cũng mặc kệ Biên Duy Anh có đồng ý đổi chỗ hay không, lúc này hắn chuyên quyền độc đoán, quay đầu lại kêu, Cân Lượng, hậu tán Cam sư huynh. Được rồi. Ngô Cân Lượng xoay người chính là cách không một chưởng, phanh, đem trên mặt đất đánh ra một cái hố băng lớn. Đối phó với mặt băng không có lực phòng ngự, lực phá hoại cách không cảnh giới cao vũ của hắn cũng không tệ lắm. Sau đó Sư Xuân kéo Biên Duy Anh thương tâm ra, Ngô Cân Lượng thì đem thi thể kéo vào trong hố băng, chợt đem băng vụn ào ào đẩy vào trong đó tiến hành chôn lấp, rất là qua loa hậu tán. Sau khi xong việc, một tay kéo Sư Xuân của Biên Duy Anh, tay kia lấy Phong Lân ra, gọi, Cân Lượng, sư tỷ thân thể không tiện, ngươi ôm sư tỷ lên. À, được rồi. Ngô Cân Lượng cầm đàn kim trên tay lập tức kéo đại đao hấp tấp đến gần, giang hai tay muốn ôm người, vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong. Biên Duy Anh nước mắt chưa tiêu lập tức quay đầu cự tuyệt, không cần. Sư Xuân nhíu mày, ngươi không muốn đi. Biên Duy Anh dứt khoát nói rõ ràng, Ngươi ôm, không cần hắn ôm. Sư Xuân rất muốn hỏi nàng lấy đâu ra nhiều tật xấu như vậy, bất quá ánh mắt vừa chạm đến tính tình nhanh chảy nước miếng của Ngô Cân Lượng, lập tức liếc mắt xem thường, cho là mình đã hiểu ý tứ của Biên Duy Anh, phát hiện tên Cân Lượng này thật đúng là một chút cũng không biết thu liễm, điều này không dọa người sao. Ngô Cân Lượng vẻ mặt hưng phấn cũng dần mơ hồ ở trên mặt, rất muốn hỏi một chút, ta không thể so với Sư Xuân người này cao lớn uy mãnh sao? Trong ấn tượng của hắn, nữ nhân lưu đầy đều tương đối thích hắn là nam tính đặc thù rõ ràng. Quên đi, Sư Xuân cũng không nói thêm gì, cuối người ông Biên Duy Anh vào khuỷu tay, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn thi triển phong lân. Vô số lân phiến ào ào toát ra, rất nhanh liền vây quanh ba người xoay tròn, chỉ chốc lát sau liền đem ba người mang lên không trung, nhanh chóng xông về chỗ sâu trong bóng tối. Biên Duy Anh ánh mắt lóe kinh ngạc, không biết vì sao bọn họ lại có phong lân, bất quá hiểu chuyện không hỏi ra chỉ chọn một tư thế thoải mái, ôm cổ Sư Xuân, lẳng lặng ghé vào đầu vai Sư Xuân, vui buồn trong lòng đều tản đi, tất cả yên tĩnh, cảm giác trong mộng tưởng của mình tựa hồ từng có một màn giống như vậy. Sau khi nàng bị thương và trải qua kiếp nạn này, tựa hồ lúc này mới chính thức an tâm lại, dần dần buồn ngủ, sau đó liền ở trong mệt mỏi không chịu nổi yên tâm ngủ thiếp đi. Ngô Cân Lượng cũng thu hồi đàn kim chiếu sáng trong tay, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, hắn quá hiểu rõ Sư Xuân, không chút che giấu để cho nữ nhân này thấy được phong lân, nói rõ Sư Xuân đối với nữ nhân này đồng sát tâm, một khi không có giá trị lợi dụng, vị sư tỷ này cũng sẽ sống không lâu. Lui một bước mà nói, ra không được thì thôi, có một nữ nhân rất tốt, nếu có thể đi ra ngoài, theo phong cách làm việc của Sư Xuân, nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong lân bay như bay trên không trung, Sư Xuân đi qua một chuyến không đi đường vòng, trước khi dị năng mắc phải hao hết, chạy về lỗ thủng của Măng Trụ Sơn kia. Ngô Cân Lượng có chút không hiểu lắm, tại sao nhất định phải chạy thật xa về nơi này. Sau khi rơi xuống đất Biên Duy Anh cũng tỉnh lại, Sư Xuân đặt nàng xuống đất, sư tỷ, không nên chạy loạn, cũng không nên làm ra ánh sáng, sẽ dẫn tới quái vật, ở chỗ này an tâm chữa thương đi. Biên Duy Anh ừ một tiếng. Sư Xuân dặn dò xong cũng bắt đầu khoanh chân đã tọa, liên tiếp sử dụng dị năng mắc phải, hao tổn không nhỏ, lại phải cần nhanh chóng khôi phục. Bất quá một đôi bàn tay mềm mại lại chậm rãi sờ đến trên người của hắn, không khỏi nhíu mày, không biết nữ nhân này mò mẫm cái gì, so với nữ nhân nơi lưu đày còn cởi mở hơn sao. Rất nhanh liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều, Biên Duy Anh chỉ kéo góc áo của hắn, đặt ở dưới thân mình đã tọa, sau đó liền dựa vào hắn tiến vào trạng thái điều tức. Chạng vạn tối, bên ngoài trường Vương Đô Thắng Thần Châu, một chiếc xe linh thú kéo dừng lại, rèm xe đẩy ra, mẹ con Lan Xảo Nhan xuống xe, quay đầu hướng Miêu Định Nhất vẻ mặt mỉm cười trong cửa sổ xe vung tay cáo biệt. Miêu Định Nhất vốn không có hứng thú gì với đại hội Thiên Vũ Lưu Tinh này, sau đó bị người ta quấy rầy nhã hứng, cũng không muốn tới nữa, mỗi lần tới đây cũng chỉ tiện đường ghé qua, tận lực ở bên vợ con nhiều hơn, dù sao sau khi đại hội kết thúc, lại phải bận rộn chuyện của mình. Đưa mắt nhìn thê nữ rời đi, đang muốn cho linh thú trở về, chợt một người toát ra chào hỏi, Miêu ca. Miêu Định Nhất đẩy rèm cửa sổ ra nhìn, không phải ai khác, chính là vị nam công tử kia, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười chào hỏi, nam công tử, thật trùng hợp. Nam công tử khoát tay, không khéo, là cố ý chờ Miêu ca, chuyện lần trước phải xin lỗi Miêu ca. Miêu Định Nhất, một chút việc nhỏ, không cần để ý, nam công tử quay đầu lại nhìn phương hướng mẹ con Lan Xảo Nhan biến mất, sau đó ghé sát cửa sổ xe thấp giọng nói, ta từ chỗ Lão Dương nghe được chút gió, nói như thế nào nhỉ, ta cũng không biết có nên nói hay không. Miêu Định Nhất, cứ nói không sao. Được rồi, thấy chung quanh người đến người đi, nam công tử cũng dứt khoát trực tiếp, Miêu ca, Sư Xuân hẳn là đã chết. Ta từ chỗ Lão Dương tìm hiểu được, Sư Xuân hẳn là vào Nguyệt Hải, Huyền Châu vực chủ mỗi lần tới đều muốn nhìn Sư Xuân một chút, vài ngày, kính chiếu vẫn không hiện ra, nói rõ người một mực ở trong Nguyệt Hải, Lão Dương nói người cơ bản là không thấy. Nghe tin Sư Xuân chết, nghĩ đến nguyên nhân vợ con quan tâm đến đại hội, Miêu Định Nhất hơi trầm mặt, hỏi, vực chủ Huyền Châu sao lại quan tâm đến Sư Xuân như vậy? Nam công tử, ha ha, không phải bởi vì Sư Xuân cùng Huyền Châu nhân mã lăn lộn đến một khối sao, Túc Nguyên Tông đã mất hai người, tổn thất gần nửa, thực lực tổn thất lớn. Môn phái xếp thứ nhất các châu không có một ai nguyện ý, đoạt không được thứ nhất, ít nhất cũng phải chạy về phía ba người đứng đầu, đều tự tụ tập một đội nhân mã chạy tới Nguyệt Hải bên kia, từng người đều là khí thế không thành công liền thành nhân, kết quả vừa đụng đầu liền rơi vào tổn thất thảm trọng. Mấy ngày nay, các châu bài đệ nhất kém không nhiều lắm liền ở Nguyệt Hải bên trong chiếc đi vào 1/3, nhân mã các châu bị Nguyệt Hải nuốt chửng càng là vô số kể. Miêu Ca Huynh là không thấy được, trong kính tượng hiện tại động một chút là một mảnh hình ảnh giống như sóng nước. Người biến mất ở trong Nguyệt Hải, không thấy được. Hiện tại nhân mã Huyền Châu cũng tập kết ở phụ cận Nguyệt Hải, đại chiến hết sức căng thẳng, vực chủ Huyền Châu tự nhiên cũng chú ý cao độ. Miêu Định Nhất cười, chị dâu ngươi không nhìn thấy còn nhiều trò như vậy, xem ra tầm mắt của họ có vấn đề. Nam công tử xua tay, Miêu Ca không cần trêu ghẹo ta, ta không phải là cùng Lão Dương bên kia duy trì thông khí sao, hắn bên kia lúc lo liệu việc này, có thể xem hiểu nội tình nhiều không sai, nói chuyện về Sư Xuân, tẩu tử cùng lệnh ái mỗi lần tới, có thể đều đang chú ý tình huống của Sư Xuân, ta muốn nói lại không biết nên nói với các nàng như thế nào, nghĩ muốn đi, vẫn là nam nhân nói với nhau thuận tiện hơn một chút, cho nên ở chỗ này chờ Miêu Ca, cùng Miêu Ca tri hội một tiếng, tẩu tử các nàng Miêu Ca tự mình xem nói đi. Miêu Định Nhất nghe lời này, biết tên này vẫn là hiểu lầm, cùng những người kiếm tiền thoải mái này cũng không muốn giải thích thêm cái gì, gật đầu nói, nam công tử có lòng, ta biết rồi. Ngươi đã chết quả thật đáng tiếc, còn hạ 10 vạn kim mua hắn thứ nhất. Nam công tử, Miêu Ca nói đùa, ngươi mua hắn không phải là vì nâng đỡ ta sao? Nói đến trường hợp của hắn, Miêu Định Nhất thấy tên này rõ ràng có chút tiều tụy, hỏi, thế nào, thế cục vẫn không cứu vãn được sao? Nam công tử than thở, Miêu Ca, việc này đừng nói nữa, minh nhân trước mắt không nói tiếng lóng, khẳng định đã thử qua, bất quá lần này hình như dẫm phải hố, Vương Đình bên kia đối với lần cạnh tranh này nghiêm khắc vượt quá tưởng tượng, mặt mũi của ai cũng không dùng được, tay của ai cũng cắm không vào, đã có huynh đệ bị giết gà dọa khỉ. Hả? Miêu Định Nhất rất là ngoài ý muốn, đã chém qua móng vuốt của những người này. Cái kia xác thực rất không tầm thường, không khỏi nhiều hỏi một miệng, lấy bối cảnh của các ngươi, không thích hợp làm cục, theo lý thuyết, các ngươi hẳn là có thể sớm biết chuyện a. Nam công tử cười khổ, quỷ mới biết chuyện gì xảy ra, tóc ta sắp bạc trắng rồi. Ai, Miêu Ca, ta không nói chuyện này, nói phiền lòng, nói không chừng ngày nào đó sẽ đến bên Miêu Ca xin cơm, không nói, ta đi vào trước, Miêu Ca ngài bận việc của ngài. Nói đi là đi, chắp tay cáo từ, xoay người rời đi. Miêu Định Nhất buông rèm cửa sổ xuống, suy nghĩ một chút, nói với linh thú bên ngoài, không về nhà, đi Bát Vọng Lâu. Linh thú lập tức kéo xe chạy như bay. Cửa chính giáo trường ra vào, Phượng Trì Che ở trong áo choàng một mình đi ra, vào trong núi rừng bên ngoài giáo trường, cùng người bịt mặt chờ ở đây gặp mặt. Thấy không có người khác, Phượng Trì mới thấp giọng hỏi, phía trên không có biện pháp tham gia một chút sao? Người bịt mặt lắc đầu, có thử tham gia, nhưng thất bại, quản chế nghiêm ngặt vượt quá tưởng tượng, phía trên cảm giác đại hội thiên vũ lưu tinh lần này có chút không bình thường. Có thể không đơn giản như bề ngoài thấy. Sư Xuân đến nay chưa từ Nguyệt Hải đi ra, đại khái là không ra được. Tiểu thư bên kia đại khái cũng là uổng công, có thể an toàn trở về là được, chuyện Vô Kháng Sơn danh phận, chỉ có thể là làm cục khác để an bài. Nói cách khác, hai chuyện chuyến đi này, chúng ta có thể đều thất bại. Phượng Trì thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Sư Xuân, ta rất tán thưởng hắn, thật đáng tiếc. Trong giáo trường, Khá trưởng lão bên người hai cái đệ tử đã đổi một người, đổi thành Vô Kháng Sơn trưởng lão Ân Huệ Hinh. Nhận được tin tức, biết được nữ nhi có thể không thể từ Nguyệt Hải đi ra nữa, Ân Huệ Hinh thân là mẫu thân lập tức chạy tới, trong ánh mắt nhìn về phía gương lộ ra lo âu. Khá trưởng lão cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, toàn bộ đệ tử tham dự hội nghị Vô Kháng Sơn, cương nhiên chỉ còn lại có một nữ tử thanh lâu tạm thời vào cửa, mà nữ tử thanh lâu này lại thành độc hành hiệp, đem chính mình che kín mít, không biết đang làm cái gì, hiện giờ cũng trà trộn đến bờ biển Nguyệt Hải. Ban đầu là không có chú ý tượng Lam Nhi, phát hiện những người khác đều biến mất, chỉ có thể chú ý một chút nhìn, kết quả phát hiện có chút không quá bình thường. Bao vây kín mít còn có thể lý giải, dù sao bên kia đều chết điên rồi, mỹ mạo có lúc cũng sẽ mang đến nguy hiểm. Nhưng theo lý mà nói, có băn khoăn này hẳn là trốn tránh mới đúng, một người chạy loạn khắp nơi cái gì, còn chạy tới phụ cận Nguyệt Hải. Trời cao mặt trời thiêu đốt. Mấy ngàn nhân mã Huyền Châu tĩnh phục ở một chỗ râm mát trong sơn cốc, cũng ở phụ cận Nguyệt Hải. Đệ tử Túc Nguyên Tông Quang Anh Kiệt cùng Triều Chi Lâm cùng với 4 phái dẫn đầu khác, cùng nhau phi thân lên một sơn động trên vách đá. Bốn người kia là sau khi Yến Kỷ và Quảng Ôn ngã xuống, một lần nữa tuyển ra đại đội nhân mã thống lĩnh, cũng là đệ tử môn phái xếp hạng cao nhất Huyền Châu. Trong sơn động, một phần bản đồ treo ở trên vách đá, bày ra chính là Nguyệt Hải đồ kia. Một Lan Thanh Thanh chắp tay đối diện bản đồ, nghe được tiếng bước chân mọi người tiến vào mới xoay người. Sư tỷ, Một Lan cô nương. Mọi người nhao nhao chào hỏi. Sau khi chào hỏi có người hỏi, án binh 2 ngày bất động phía dưới đều đang hỏi, chúng ta là muốn ở bực này đại hội kết thúc sao? Một Lan Thanh Thanh không có nhiều lời khách sáo hư tình như vậy, ngón tay đánh dấu chung quanh Nguyệt Hải 7 điểm, chuẩn bị xuất phát đi, chia làm 7 đường, 7 người chúng ta mỗi người dẫn hơn 1000 người dưới trướng, lao tới 7 điểm này, gọi chư vị đến, là muốn thương lượng một chút vị trí mà mỗi người muốn đi, cùng các hạng mục công việc liên quan. Lại có người hỏi, nhân mã phân tán làm gì? Một Lan Thanh Thanh nói, đem Nguyệt Hải chung quanh chia thành 7 cái khu vực, đều tự phụ trách các khu vực bên trong các châu nhân mã động tĩnh. Không nên tham dự tranh đoạt, tập trung tinh lực tìm hiểu các châu nhân mã tin tức, ví dụ như trùng cực tinh thu hoạch tình huống. Căn cứ vào tin tức nắm giữ được trước mắt, môn phái xếp hạng cao nhất các châu, cơ hồ đều tụ tập một nhóm nhân mã chạy tới Nguyệt Hải, ước chừng có 10 vạn người. Đều là một đám chó cùng rứt dậu, chúng ta chia ra đánh bại là rất dễ dàng, nhưng tổn thất của chúng ta cũng không thể tránh khỏi, tiếp tục kéo dài, tích tiểu thành đại, chúng ta cũng sẽ gặp phải tổn thất không nhỏ, các phái tín nhiệm Túc Nguyên Tông ta không thể lấy tính mạng các phái làm trò đùa. Đánh giết quá thường xuyên, một khi ép bọn họ liên hợp lại, tổn thất của chúng ta sẽ lớn hơn nữa. Biện pháp lúc trước đã không thích hợp, từ giờ trở đi, các ngươi muốn thả ra tin tức, nói Huyền Châu ta đã gom góp được 6 vạn viên trùng cực tinh, xếp hạng thiên vũ lưu tinh đại hội đã là ổn định chiếm giữ khôi thủ, không muốn đánh giết nữa, hiện giờ tập kết ở đây, là muốn tra ra là ai tập kích nhân mã Huyền Châu ta. Nhớ kỹ, gạt người phải gạt mình trước, ngoại trừ mấy người chúng ta, chân tướng số lượng côn trùng cực tinh không được nói cho bất luận kẻ nào. Nhân mã phân tán, một là dễ dàng tìm hiểu tin tức, hai là có thể làm cho nhân mã các châu giảm bớt cảm giác uy hiếp. Để cho bọn họ an tâm vì thứ tự khác đi tranh đoạt, chúng ta chỉ cần bạn quan nắm giữ tình huống, đợi đến khi bọn họ tự giết lẫn nhau không còn nhiều lắm, chờ bọn họ phân ra thắng bại, ta Huyền Châu nhân mã lại hợp lực một kích. Một trận chiến mà định càn khôn. Khuôn mặt lạnh như băng, giọng điệu lạnh như băng không thể nghi ngờ, ý vị chuyên quyền độc đoán rất rõ ràng, đổi lấy lại là mọi người nhao nhao gật đầu tán thành. Trong bóng tối, Sư Xuân và Ngô Cân khống chế Phong Lân rơi xuống một đỉnh núi. Sư Xuân mắt phải dị năng nhìn xuống phía dưới hố sâu thật lớn, quét mắt phía dưới cùng 4 phía chiếm cứ những quái vật kia. Hố sâu này chính là hố sâu lúc bọn họ mới tới thoát hiểm. Lúc này Ngô Cân Lượng mới hiểu được trước Sư Xuân vì sao phải chạy về lỗ thủng kia đặt chân, nguyên lai là cách nơi này gần. Quay về đây làm gì? Ngô Cân Lượng hỏi tiếp, hai mắt tối sầm, Sư Xuân nói đến đâu thì đến đó. Sư Xuân, còn nhớ tiếng kèn trong Nguyệt Hải không? Lần trước chúng ta cũng nghe thấy ở đây. Ngô Cân Lượng, không phải là tiếng kêu của những quái vật kia sao? Sư Xuân, ta mắc phải, bình thường quái vật trong cơ thể phát ra chính là lam quang. Lần trước thấy được một con quái vật trong cơ thể phát ra hồng quang, nghe được tiếng kèn là do nó phát ra. Hơn nữa ta thấy tiếng kèn có thể chỉ huy quần quái, nếu như đám quái vật này lần nữa mở ra ngoài thông đạo, có thể hay không là tiếp nhận thống nhất chỉ huy. Ngô Cân Lượng bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngươi là, phát hồng quang có thể là đầu lĩnh, tìm được đầu lĩnh, giám sát nó, Nguyệt Hải bên kia lại có người xâm nhập, chúng ta liền có cơ hội đi ra ngoài. Sư Xuân, không có biện pháp, thế giới này quái vật nhiều lắm, không biết cái nào sẽ đi ra ngoài, cũng không có khả năng toàn bộ đi ra ngoài, chỉ có nhìn chằm chằm đầu lĩnh tỷ lệ thành công cao. Ngô Cân Lượng, cũng chỉ có như vậy thử xem, ngươi tìm được chưa? Trước mắt không thấy, ta muốn xuống xem tiếp. Ừ, đến đều đến, tùy anh, dù sao ta cũng không nhìn thấy gì. Vì thế Sư Xuân lại khống chế Phong Lân cuốn lên 2 người, cố ý lấy ra một thanh đạn kim chiếu sáng, như một đạo sao băng nhảy vào trong hố sâu thật lớn, rất nhanh liền hấp dẫn đại lượng quái vật truy kích. Rất nhanh cũng lần nữa nghe được tiếng kèn ô ô, bất quá để cho hắn thất vọng chính là, phát ra thanh âm cũng không phải là trong cơ thể phát hồng quang quái, nguyên lai phát lam quang cũng có thể phát ra đồng dạng tiếng kèn. Đi một vòng trong hố sâu, lại trốn ra ngoài trong lúc truy kích. Đến bên ngoài lại cố ý hấp dẫn quần quái, dẫn động đội hình truy kích khổng lồ, kết quả vẫn không thể nhìn thấy quái vật phát hồng quang. Mà Sư Xuân mấy lần thôi phát dị năng mắc phải, thân thể cũng chịu không nổi, chỉ có thể tiêu diệt ánh sáng hoảng sợ chạy trốn. Hai người vừa trở về hang măng, Biên Duy Anh nghe thấy động tĩnh lập tức lên tiếng, Sư Xuân. Sư Xuân buông Ngô Cân Lượng ra, đi tới gần cô khoanh chân ngồi xuống, về rồi. Thân thể huyết khí hao tổn lợi hại, hắn ăn vào đan dược, vừa định điều tức, một đôi tay sờ soạn lại sờ đến trên mặt của hắn, trên người của hắn. Biên Duy Anh lại dựa vào bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta vừa rồi rất sợ, trước kia không nghĩ tới mình sợ tối như vậy, sợ các ngươi bỏ ta lại không trở lại. Ngô Cân Lượng hắt một tiếng, sư tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Sư Xuân nói qua loa một câu, sẽ không. Trong động lâm vào an tĩnh. Một hồi lâu sau, thanh âm Biên Duy Anh chợt vang lên, ngươi thật sự không thích nữ sắc. Ngô Cân Lượng phì phì cười, biết vị sư tỷ này hẳn là nghe được lời của hắn. Hả? Sư Xuân đã nhắm mắt điều tức mở mắt, bất quá hắn hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ cảm giác một đôi tay lại ở trên người mình sờ, sau đó người cũng kề sát lại đây, gần đến có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương phun ở trên mặt mình, tiện đà một đôi ôn nhuận môi dán ở trên miệng của mình, không an phận đầu lưỡi tại cậy mở môi của hắn. Hắn mở to mắt, khó có thể tin, trong đầu có chút tỉnh táo lại, tình huống gì? Đây không thể nào là Ngô Cân Lượng đang hôn mình. Thanh âm Ngô Cân Lượng vang lên, rầm rầm, các ngươi đang ăn cái gì? Nghe được hắn nói chuyện, Sư Xuân tự nhiên xác định người bịt miệng không phải hắn, không phải nam nhân là tốt rồi. Thở phào nhẹ nhõm, cũng càng giật mình, là Biên Duy Anh. Kỳ thật ngay từ đầu hắn liền ý thức được là Biên Duy Anh, trong hang động chỉ có ba người, mỗi người ở vị trí nào hắn rõ ràng, huống chi Biên Duy Anh ngay tại bên cạnh hắn, còn có cổ khí tức thuộc về Biên Duy Anh kia, lúc trước hắn đã cảm thụ qua. Thật hoài nghi là lời nói của Ngô Cân Lượng, hắn đã sớm một bạt tai tát qua, sao có thể để cho đầu lưỡi ở trong miệng mình vẫn quấy nhiễu. Sở dĩ hắn hoài nghi là bởi vì hắn không thể tin được, vì sao? Là thật không thể tin được hoài nghi năng lực phán đoán cơ bản của mình, lại theo bản năng đưa tay sờ khuôn mặt gần sát kia, sờ tới lỗ tai trên vành tai, lại một đường đi xuống quyết đoán mà không chút do dự sờ tới ngực đối diện, bóp một cái, sau đó liền cứng đờ. Người đối diện sau khi bị bóp, cũng không dám động đậy. Trong bóng tối hai người, miệng dán vào miệng, không nhúc nhích, cứ như vậy cảm thụ lẫn nhau hô hấp. Sau đó, Sư Xuân có động tác trước, tay lấy ra. Miệng Biên Duy Anh cũng chậm rãi rút ra, bất quá lại thuận thế dựa sát vào đầu vai hắn, đem một cánh tay của hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, an tĩnh không nói. Hỏi các ngươi ăn cái gì, Xuân, sao không nói lời nào? Thanh âm Ngô Cân Lượng lại vang lên, người cũng nửa bò mò tới, đưa tay sờ loạn, sờ tới vai Sư Xuân, sờ lên mặt Sư Xuân. Bóp! Sư Xuân phất tay mở cánh tay hắn ra, sờ lung tung cái gì, qua một bên. Thật sợ đối phương sờ đến Biên Duy Anh đang dựa sát vào người hắn. Ngô Cân ăn đau thu tay lại cười hắc hắc, lui về ngồi xuống, hắn sợ nghe được động tĩnh kỳ quái là có quái vật mò vào xảy ra chuyện gì, không có việc gì là tốt rồi. Một loại trạng thái rất kỳ quái biết rõ Ngô Cân Lượng ở bên cạnh, Biên Duy Anh lại không cảm giác được sự tồn tại của hắn, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói, mẹ ta lớn lên xinh đẹp, tự cho mình rất cao, lại luôn cảm giác mình bị áp chế, từ nhỏ vẫn luôn nghe nàng nói nữ tử chưa chắc không bằng nam, còn lấy nữ để làm ví dụ. Nương vẫn nói cho ta biết, nói Gia Gia cùng phụ thân trọng nam khinh nữ, vì thế ta từ nhỏ đã muốn ở trước mặt Gia Gia cùng phụ thân biểu hiện, cố gắng tu hành, cố gắng làm việc, cố gắng biểu hiện ra phẩm tính tốt đẹp, muốn được bọn họ tán thành. Sau đó ca ca xảy ra chuyện, bị trục xuất khỏi tông môn. Tình hình lúc đó ta nhớ rất rõ ràng, phụ thân phẫn nộ xoay người nhìn ta, rất nghiêm túc nói cho ta biết, nói ta rất tốt, là hy vọng duy nhất của hắn, tương lai Vô Kháng Sơn liền trông cậy vào ta. Ta lúc ấy vô cùng phấn chấn càng ngày càng cẩn trọng, không dám phạm sai lầm, vì ngày đó mà cố gắng, sau đó ca ca trở lại, ta mới biết được phụ thân lúc trước đem ca ca trục xuất tông môn đều nói lời tức giận, cái gọi là trông cậy vào ta chỉ là thịnh nộ qua đi cần tìm một người tự an ủi mình mà thôi. Vì để cho ca ca hối cải, vì đỡ ca ca thượng vị, không tiếc để cho ngươi đi theo đuổi tượng Lam Nhi. Đó thật sự là khổ tâm ngàn kế a, nguyên lai ta cố gắng lâu như vậy chỉ là một hồi chê cười. Các ngươi không cách nào hiểu được tâm tình của ta, không cho thì không cho, vì sao phải gạt ta? nếu như tương lai của ta nhất định không xứng được hưởng quá nhiều, nhất định chỉ là gả cho người sinh con dưỡng cái, vì sao phải lừa ta trả giá nhiều như vậy? Ta không thể chấp nhận, không bao giờ chấp nhận, trừ khi ta chết. Nghe vậy, Sư Xuân đại khái đã biết ý tứ nàng nói lời này, giải thích lúc trước tại Lâm Kháng Thành vì sao muốn giết hắn. Ngô Cân Lượng lại không biết nàng vì sao phát ra cảm khái này, vui tươi hớn hở khuyên giải nói, sư tỷ, vì chút chuyện này muốn chết muốn sống, thật không cần thiết, ngươi nếu đã trải qua chuyện của ta và Sư Xuân, tùy tiện lấy ra một chuyện so, ngươi sẽ phát hiện chút chuyện của ngươi căn bản không gọi là chuyện. Ngươi không biết qua, ta và Sư Xuân từ nhỏ chính là khẩu phần ăn trong miệng người khác, chúng ta oán ai? Không phải như vậy, lúc không có biện pháp nghĩ thoáng một chút là tốt rồi, bằng không sẽ rất khó chịu. Biên Duy Anh, khẩu phần ăn trong miệng người khác là có ý gì? Lưu đầy chi địa, vật tư khan hiếm, trong tay thường xuyên có chặt có lỏng, chặt thời điểm là có thể đói chết người. Rộng thời điểm, lương thực không thể hướng chết no bụng đi, để lâu lại không được, sẽ thuận tiện nuôi chút tiểu hài tử, chuẩn bị khẩu phần ăn khi đói kém. Khi nạn đói đến, trẻ em không có cha mẹ che chở, nhiều khi chính là một nồi thịt, có vài cha mẹ thật sự đói không chịu nổi, lại không đành lòng ăn của nhà mình, liền đổi sang ăn của nhà người khác. Chúng ta có thể sống sót là vận khí, không phải cũng không so đo với những người thiếu chút nữa ăn thịt chúng ta, Sư Xuân còn rất cảm tạ người ta, sau đó còn đem những người đó đều đưa ra nơi lưu đày. Dùng lời Sư Xuân mà nói, từ nay về sau ân oán thanh toán đôi bên, không hề thiếu nợ nhau. Cho nên chuyện của người một nhà là không có biện pháp, gặp phải chuyện không có biện pháp cũng chỉ có thể là nghĩ thoáng một chút, thật muốn tranh tiếp, sẽ không có đường lui, kết quả chỉ có ngươi chết ta sống, người một nhà ngươi chịu được sao? Hắn dông dài xong, hiện trường lại lâm vào yên tĩnh. Sư Xuân không biết nên nói cái gì cho phải, lúc này Biên Duy Anh cảm giác tản mạn kỳ cục, đầu ngón tay đang vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay hắn. Thật lâu sau, Biên Duy Anh gối ở đầu vai nàng lại nhẹ nhàng nói, nếu như chúng ta không ra được, làm sao bây giờ? Lời tương tự, lúc trước Cam Ngọc Đường đã nói với nàng, thầm ý muốn tìm kiếm trong lời nói cũng giống như vậy. Sư Xuân, tìm được biện pháp ra ngoài mới thôi. Biên Duy Anh, ta nói nếu như. Sư Xuân, không có nếu như, ngoại trừ đi ra ngoài, không còn lựa chọn nào khác. Ngô Cân Lượng cười hắc hắc, Sư Xuân vẫn là Sư Xuân kia, vậy hắn đáng tin tưởng. Không mở đề tài mình muốn, Biên Duy Anh im lặng một lúc, lại nhẹ giọng nói, ta bị vũ nhục, nhưng vẫn chưa thất thân. Sư Xuân, ta biết. Biên Duy Anh, thân thể ta ngươi cũng đã xem qua, ta không tiện tìm người khác. Đây là từ hổ lang gì? Ngô Cân Lượng vểnh tai lên, há miệng, lộ ra hai mắt trừng trừng trong bóng tối, hoàn toàn yên tĩnh. Sư Xuân, Triệu Khởi Sơn cũng xem qua. Biên Duy Anh, hắn chết rồi, ngươi không chết. Sư Xuân, ta không biết ta có cái gì tốt, ta không có gia thế bối cảnh, cũng không tài không thế, lớn lên lại đen tối, trước kia thường xuyên có người mắng chúng ta, vừa nhìn liền biết. Là một điêu dân hạ đẳng. Huống chi ngươi còn biết ta vào Vô Kháng Sơn là có mưu đồ khác, ta thật sự là không biết ngươi có thể coi trọng ta điểm nào, cũng bởi vì ta cứu ngươi sao? Hay là bởi vì tình cảnh trước mắt, sợ chúng ta bỏ mặc ngươi, vì cầu sinh? Biên Duy Anh dựa sát vào vai hắn khẽ lắc đầu, nỉ non nói, không biết, có lẽ đều có, kỳ thật ta cũng không rõ, có lẽ là bóng tối làm cho người ta muốn buông. Cho dù, chỗ sáng vừa rồi tôi không dám làm như vậy. Có lẽ chuyện nam nữ vốn là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một ly ta vừa rồi cũng sẽ không làm như vậy. Sư Xuân im lặng, nói, ta có người trong lòng. Biên Duy Anh, cô ấy thích ngươi sao? Lời này tiếp rất bình tĩnh, bởi vì nàng cũng là nữ nhân, một nam nhân mới từ nơi lưu đày đi ra, nàng không cho rằng nữ nhân bình thường có thể coi trọng, nếu là nữ nhân lưu đày, có tư cách cạnh tranh với nàng sao? Nàng có chỗ không bằng người, nhưng dù sao nàng cũng từng là thành chủ Lâm Kháng Thành, cũng có đầu óc của nàng. Chỉ một câu nói này, trực tiếp hỏi Sư Xuân vào trong hố, rơi vào trong hố động cũng không muốn động, ngay cả dục vọng bò ra ngoài cũng không có, đúng vậy, người nọ sẽ thích hắn sao? Biên Duy Anh đã nhận được câu trả lời từ sự im lặng của hắn, lại nhẹ giọng nói, ngươi hoài nghi thế nào cũng được, ta đã làm ra lựa chọn, tin hay không tin, giao cho thời gian đi. Dù sao trong bóng tối không ai nhìn thấy, có lẽ cũng không thể ra được nữa. Sư Xuân lắc cánh tay nam nhân. Sư Xuân từ một tiếng. Biên Duy Anh hỏi, thân hình ta có đẹp không? Sư Xuân từ chối trả lời. Ông trời ơi, ta tạo nghiệt gì vậy, tại sao phải để cho ta nghe cái này? Tiếng rên rỉ của Ngô Cân Lượng vang lên, ngay sau đó là động tĩnh đập đầu thùng thùng vào tường, rốt cục hiểu được tiếng chít chít là chuyện gì xảy ra, không phải là họ đang ăn cái gì đó sao? Sau đó Sư Xuân nghiêm túc nói cho Biên Duy Anh, nói mình vừa rồi ra ngoài, tiêu hao rất lớn, cần điều tức khôi phục, lúc này mới để cho Biên Duy Anh buông hắn ra, chính mình cũng tiếp tục điều trị thương thế của mình. Sau khi điều tức khôi phục, Sư Xuân cùng Ngô Cân Lượng lại ném xuống Biên Duy Anh, lần thứ hai giá Phong Lân ra ngoài. Lại đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của quái vật hồng quang, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng qua lần này trên đường trở về, Sư Xuân cùng Ngô Cân giết một con quái vật lạc đàn, phá vỡ thân thể, hái ra thứ phát ra ánh sáng xanh, phát hiện đúng là một viên trùng cực tinh. Sau khi buông tay, viên trùng cực tinh xoay tròn lập tức bay đi, trốn vào trong bóng tối vô tận. Quan hệ giữa quái vật và trùng cực tinh, hai người thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Bóp tắt đàn kim trong tay, Ngô Cân chật chật, mở nó, nhiều quái vật như vậy, cần bao nhiêu viên trùng cực tinh? Muốn làm một lần, đi ra ngoài chắc chắn đứng đầu. Sư Xuân, ý tưởng không tệ, nhưng không thực tế, thời gian chúng ta ra ngoài không nhiều lắm, không rảnh tiêu hao ở đây, phản ứng mắc phải của ta cũng chịu không nổi. Ngô Cân Lượng gật đầu, cũng đúng, ta vừa nói, vẫn là đi ra ngoài quan trọng hơn. Thấy bốn phía lại có quái vật nghe tiếng mà đến, hai người nhanh chóng khống chế Phong Lân chạy trốn. Sau khi trở về động quật, Sư Xuân tiếp tục khôi phục dị năng mắc phải mang đến tiêu hao, thể lực vừa khôi phục, lập tức lại cùng Ngô Cân tiếp tục ra ngoài. Lần này vừa bay đến gần hố sâu, Sư Xuân lập tức để cho Ngô Cân Lượng phát ra ánh sáng, hai người vọt vào trong đám quái vật liền một trận ca loạn sát, giết vô số quái vật, bọn chúng nghe động tĩnh mà đến, Sư Xuân lại lập tức kéo Ngô Cân Lượng bỏ chạy. Trực tiếp trở về động đã tọa khôi phục. Tiêu hao không lớn, thời gian khôi phục cũng nhanh. Khôi phục tốt rồi, Sư Xuân lại kéo Ngô Cân Lượng xuất phát, lại chạy đến địa phương lúc trước, giống như lúc trước, lao xuống lại là một trận đánh loạn giết chóc, sau khi làm ra thanh thế, hai người lại lập tức chạy trốn. Trên đường trở về, Ngô Cân Lượng nhận thấy không đúng, hỏi, đây là đang làm gì? Sư Xuân, nếu không tìm thấy nó, vậy để nó đến tìm chúng ta. Nó không phải là đầu đàn sao? Chúng ta thường xuyên quấy rầy như vậy, ta cũng không tin câu không ra nó. Ngô Cân Lượng vừa nghe liền vui vẻ, vỗ tay nói, không sai, cứ làm như vậy. Hai người một hồi quấy phá, lại nhanh chóng đã tọa khôi phục. Biên Duy Anh yên lặng chờ ở trong hang động cũng nhận ra không đúng, lại sờ tới bên cạnh Sư Xuân, hỏi, không sao chứ? Ngô Cân Lượng vội đút, sư tỷ, ngươi khống chế một chút, nơi này tối đen, không nhìn thấy không có nghĩa là không nghe thấy. Chuyện hiểu lầm rầm rầm, hắn ấn tượng sâu sắc, hiện tại mỗi lần trở về, hắn giống như đều có thể nghe được âm thanh của nữ nhân này tiếp cận Sư Xuân, hại hắn luôn muốn vểnh tai nghe ra trò hay, rồi lại nghe không ra trò gì, ai có thể hiểu được mệt mỏi này. Con mợ nó, bên cạnh có người a, cái này so với nơi lưu đày còn quá đáng hơn, có muốn cho tâm hồn bé nhỏ của hắn sống nữa hay không? Mỗi lần nói ra lời nói, đều giống như là đợi đến trượng phu trở về nhà nữ nhân đồng dạng. Đây còn là vị biên thành chủ kia muốn đưa người vào chỗ chết sao? Hắn mơ hồ nhớ rõ cái kia đêm mưa ngạo nghễ đứng ở bên ngoài khách sạn biên thành chủ phong hoa, anh khí, quý khí cùng sát phạt quyết định tập trung ở một thân. Bây giờ bộ dáng tiểu nữ nhân này, hắn cũng không dám nhận. Hắn nói hắn, Biên Duy Anh vẫn coi như hắn không tồn tại. Sau khi khôi phục một chút, Sư Xuân lại xuất phát cùng Ngô Cân Lượng. Vẫn là chạy đến địa phương trước đó, vẫn là rút gân bắt được quần quái bạo sát một trận, kích thích nhiều quái vật tức giận sau đó bỏ chạy. Trở về lại nghỉ ngơi, khôi phục tốt lại chạy tới quấy nhiễu. Lần nào Biên Duy Anh cũng không hỏi đi đâu, cũng không hỏi đi làm gì. Vì sao có Phong Lân, vì sao có thể ở nơi đưa tay không thấy được 5 ngón đi lại tự nhiên, nhiều vấn đề nàng đều tò mò, nhưng hết thảy một chữ cũng không đề cập tới, tuyệt không hỏi ra miệng, chỉ mỗi lần trở về biểu đạt thân thiết, lúc rời đi nhắc nhở cẩn thận. Lúc một mình trong bóng tối, cô vẫn có chút sợ hãi. Đêm tối ở đây không giống với bên ngoài, thật sự quá tối, tối không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào là một loại cảm giác bóng tối đến mức có thể nuốt chửng tất cả, tự như xung quanh khắp nơi là vực sâu, không dám cất bước, lại sợ xúc tu không biết từ đâu toát ra kia kéo mình vào vực sâu. Lúc không có ai, nàng ngay cả sờ sang bên cạnh nhiều một chút cũng không dám, gập chân ông đầu gối tựa vào vách đá, ngưng thần tĩnh khí yên lặng chờ đợi, ngóng trông Sư Xuân trở về sớm một chút. Chẳng phân biệt ngày đêm, sau khi giết hơn 10 lần quái vật ở một nơi, khi hai người Sư Xuân lại quan lâm, Ngô Cân Lượng lại muốn lấy đàn kim ra làm khô, bị Sư Xuân khẩn cấp đưa tay giữ chặt tay sờ túi tiền của hắn. Hả? Mặc kệ. Ngô Cân Lượng tò mò. Sư Xuân nhìn chằm chằm phía dưới chậm rãi nói, tới rồi. Phía dưới trên mặt đất rậm rạp ma ma phân bố không rõ quái vật, rậm rạp ma ma lóe ra lam quang, lần này số lượng nhiều đến một tình trạng thập phần khủng bố, vượt xa tràn diện trước đó. Ngô Cân Lượng lập tức đệ thấp thanh âm, phát hồng quang xuất hiện sao? Sư Xuân nhìn chằm chằm đám quái vật trên mặt đất, ba điểm sáng màu đỏ phân bố hình tam giác, cư nhiên không chỉ một con, có ba con. Lúc trước chỉ nhìn thấy một con, chứng tỏ ba con bình thường chưa chắc sẽ ở cùng một chỗ, chúng ta theo dõi con nào. Vấn đề lớn nhất là những quái vật này không thể giao tiếp, không rõ lộ trình của chúng. Sư Xuân lẩm bẩm, lâm vào trầm tư, sau khi suy nghĩ một hồi, chợt quả quyết nói, không đoán, thời gian có hạn, các loại biện pháp thử một lần, trước tiên giết một con xem tình huống rồi nói sau. Ngô Cân mặc kệ, chỉ cần hắn nói được, liền đồng ý, được. Sư Xuân nhanh chóng khống chế Phong Lân xoay người, lần này cũng không hạ xuống khởi công, mà bay đến một đỉnh núi gần đó, thả Ngô Cân Lượng xuống. Ngươi ở đây chờ ta. Ngô Cân Lượng vội kêu lên, đừng nha, nhiều người nhiều trợ thủ. Sư Xuân, tình huống lần này không giống lúc trước, quái vật nhiều hơn rất nhiều, có chỉ huy phát hồng quang, ta lo lắng có trận chiến gì chờ chúng ta, một khi rơi vào trong đó, sợ không thể kịp thời bận tâm đến ngươi. Ngô Cân Lượng cười gượng, nếu là vướng víu, vậy coi như ta chưa nói, ngươi giúp ta xem xung quanh có gì lạ không. Sư Xuân quét mắt nhìn bốn phía, lại lần nữa thả người nhảy lên, vô số phong lân từ trong tay hắn bay múa ra, lôi kéo hắn bay lên không mà đi. Phong lân khống chế càng ngày càng thuần thục. Ngô Cân Lượng cái gì cũng không nhìn thấy, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Ngươi đến bầu trời địa điểm mục tiêu, Sư Xuân trực tiếp thu phong lân, thẳng đứng rơi về phía mục tiêu chủ yếu. Mặc dù lần này không có làm ra ánh sáng, nhưng người còn chưa rơi xuống đất đã bị quái vật phát hiện. Hu hu hu. Tiếng kèn vang lên, quần quái xôn xao. Sư Xuân không quan tâm, lăng không rút đao, đồng thời va chạm quái vật mục tiêu, oanh, vô ma đao ra, một đao đem đầu quái vật mục tiêu oanh ra một lỗ thủng lớn. Người khác cũng rơi vào trong lỗ thủng máu thịt, oanh, lại bổ sung một đao, rốt cục nhìn thấy thứ phát ra ánh sáng đỏ kia, một phát bắt được tay, khoảnh khắc nhanh chóng bắn người ra hiện thân. Hắn liền ý thức được đám quái vật này cùng lúc trước quả nhiên khác nhau rất lớn, phát hiện kẻ tấn công tới, lập tức mặc kệ bất chấp, như thủy triều từ bốn phương tám hướng bay lên không nhào xuống trước rồi nói sau, hắn là từ khe hở công kích ngắn ngủi xung quanh nhảy ra, chậm một chút đã muốn thân hãm. Trùng vây, may mắn đã sớm nhận ra dị thường bỏ lại Ngô Cân Lượng. Người vừa từ trong vòng vây bắn ra, làng không triệu hoán phong lân, một đường công quẹo vào, từ vô số bổ nhào bắn trúng chui ra, nhanh chóng lướt đi. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, cùng lúc trước cố ý quấy rối bất đồng, lần này giống như một gã thích khách tiến hành một hồi ám sát, một kích tất trúng, vừa chạm liền lui. Ô ô ô. Tiếng kèn vang lên với thanh thế trước nay chưa từng có. Vô số quái vật như sóng lớn ngập trời đuổi theo thích khách. Thế nhưng tốc độ phi hành cùng phong lân thật sự là kém quá xa, căn bản đuổi không kịp. Sư Xuân quay đầu nhìn lại nâng đao về vỏ, xẹt qua một đỉnh núi, thuận tay bắt lấy Ngô Cân Lượng. Ngô Cân Lượng thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng hỏi, thành công rồi. Sư Xuân ừ một tiếng. Trên đường lại dừng lại, bỏ lại truy binh phía sau, dừng ở một khe núi, để cho Ngô Cân Lượng lấy ra đàn kim chiếu sáng, Sư Xuân cầm một quả trùng cực tinh nhìn về phía ánh sáng xem xét. Ồ, đây là màu đỏ sao? Ngô Cân Lượng tò mò, dưới ngọn lửa tím, màu sắc có chút không đúng, nhưng vẫn có thể nhìn ra cùng màu lam trùng cực tinh không giống nhau, mơ hồ có thể cảm giác được là màu đỏ. Sư Xuân cũng chỉ có màu sắc bất đồng, lớn nhỏ thoạt nhìn cũng không khác gì trùng cực tinh bình thường. Nói xong đem cái viên trùng cực màu đỏ kia tinh thu vào vòng tay càng khôn, kết quả thiếu chút nữa để cho cái này trùng cực tinh chạy, đồ chơi này lại có thể từ bên trong vòng tay càng khôn chạy ra, may mắn Sư Xuân phản ứng nhanh lại một phát bắt được. Tìm ra túi đen, nhét vào, mới chính thức thành thật trở lại. Ngô Cân Lượng buồn bực, bóng tối trong túi đen, cùng bóng tối trong vòng tay càng khôn, cùng màu đen trong không gian này có cái gì khác nhau sao? Không biết. Sư Xuân cũng rất khó hiểu, chợt nhìn bốn phía, lại thi pháp khống chế phong lân, mang theo Ngô Cân nhanh chóng rời đi, phía dưới lại có quái vật theo ánh sáng chạy tới. Hai người vừa về tới hang động, giọng Biên Duy Anh lập tức vang lên, đều đã trở lại. Ngô Cân Lượng, về rồi. Vì thế Biên Duy Anh sờ soạn một động tĩnh khác, sờ được người hỏi, không sao chứ? Sư Xuân, không có việc gì, ta khôi phục một chút. Dứt lời ăn vào đan dược, khoanh chân ngồi xuống, vẫn không nói ra ngoài làm gì. Gần đây đan dược trên người bọn họ ngược lại không thiếu, từ trên người người khác thu không ít. Vì thế Biên Duy Anh cũng lẳng lặng ngồi ở một bên bồi, có nhân khí, hắc ám cũng không đáng sợ như vậy. Chỉ là, cùng Sư Xuân trong lúc đó, tự hồ không có trao đổi gì nữa, Sư Xuân quá bận rộn, trở về chính là đã tọa khôi phục, vừa khôi phục liền vội vã ra ngoài. Lần này cũng vậy. Bất quá cũng có chỗ không giống, Sư Xuân đứng dậy ngăn Ngô Cân Lượng nghe tiếng mà động, ngươi lưu lại, lần này không có việc gì, chính là đi xem động tĩnh bên kia. Ngô Cân Lượng cũng nghe lời, có việc tử mẫu phù liên hệ sư tỷ. Cũng biết trong hoàn cảnh này, hắn có thể hỗ trợ có hạn, phần lớn thời gian đều là vướng víu. Biên Duy Anh, cẩn thận một chút. Sư Xuân từ cửa động thả người nhảy vào trong bóng tối, lăng không thi triển phong lân mà đi. Ai? Ngô Cân Lượng thở dài dựa vào vách đá ngồi xuống, đao trong tay cũng nhẹ nhàng buông xuống. Thanh âm Biên Duy Anh vang lên, hắn đi một mình, nguy hiểm sao? Ngô Cân Lượng, hắn một người đi nếu nguy hiểm, đi hai người cũng uổng phí. Ta nói sư tỷ, không, ta bây giờ nên gọi ngươi là sư tỷ, hay là nên gọi ngươi là chị dâu đây? Biên Duy Anh, sư tỷ là thôi, gọi chị dâu đi, ngơ ngác. Ngô Cân Lượng không nói gì, trêu chọc không nổi nữa, phát hiện vị này thật đúng là không khách khí, thật sự là trời tối cái gì cũng dám nói a, không rõ là dối trá, hay là thật sự. Nghĩ thầm, vẫn là đừng kêu sớm, quay đầu Sư Xuân thật muốn rút đao với ngươi, ta không đành lòng. Khụ khụ một tiếng nói, kỳ thật ta lớn hơn hắn mấy tháng, hắn nhất định nói hắn là lão đại, ta cũng không so đo với hắn. Biên Duy Anh, hắn thích nữ nhân là bên trong lưu đầy chi địa, hay là bên ngoài? Ngô Cân Lượng. Chuyện của hắn, không cho nói ra bên ngoài. Kỳ thật hắn cũng đang buồn bực Sư Xuân rốt cuộc thích người nào, nữ nhân có thể nhớ tới đều đã qua, Miêu Diệt Lan khả năng lớn nhất, nhưng Sư Xuân lại chính miệng phủ nhận có lý có cứ. Ô. Tiếng kèn vang vọng trong bóng tối. Không trung một mình phi hành, Sư Xuân sắp đến nơi hơi giật mình, chợt tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, lơ lửng ở trên cao nhìn xuống, hai mắt dần dần trừng lớn, trên mặt dần dần tràn đầy hưng phấn. Cho dù không cần mắt phải, hắn cũng nhìn thấy trên mặt đất hiện ra loang lỗ quang ảnh, tự như trên tường phòng tối xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, ánh sáng bên ngoài thông qua lỗ thủng chiếu vào trong phòng tối, rất nhiều quái vật đang đi qua lỗ thủng bay ra ngoài. Phụ cận lỗ thủng, hai con quái vật tản ra hồng quang kia cũng ở đây, thỉnh thoảng phát ra tiếng kèn ô. Chỉ thấy quái vật khác đi ra ngoài, nhưng không thấy hai cái hồng quang quái vật đi ra ngoài. Bên ngoài lỗ thủng mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền vào, quanh quẩn rõ ràng. Sư Xuân không thấy có người thông qua lỗ thủng bị cuốn vào, không biết là chuyện gì xảy ra, dị năng mắt phải kéo dài thời gian có hạn, sau nhiều lần khởi động quan sát một hồi lâu, lại không thể không rút lui. Nhưng bất kể nói như thế nào, thu hoạch lần này là cực lớn, một phần tình huống xác minh suy đoán của hắn. Trên đường, nhìn thấy một quái lạc đạn, hắn lại nhào xuống giết chết, sau đó vét sạch bụng dưới, chui vào, tìm được một vị trí có quái, khiêng quái đi tới đi lui trước mặt quái khác một chút, phát hiện lại không kinh động quái khác, không khỏi mừng như điên. Sau khi trở lại hang động, Sư Xuân cái gì cũng không nói, tiếp tục quy trình trước sau như một, uống đan dược khoanh chân đã tọa. Đợi cho huyết khí cùng tinh khí thần hoàn toàn khôi phục no đủ về sau, hắn đứng dậy hô, Cân Lượng, đi. Ngô Cân Lượng cảm giác một tiếng này của hắn đặc biệt có thần, cũng không nghĩ nhiều, đáp một tiếng, được rồi, cầm đại đao đứng lên. Khi hai người đi tới cửa động, Sư Xuân khởi động dị năng mắt phải chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn Biên Duy Anh đang vịn vách đá, cái gì cũng không nhìn thấy, lẻ loi nghiêng tai lắng nghe. Sư Xuân, làm sao vậy, đi thôi. Ngô Cân Lượng sờ soạn hét to một tiếng. Sư Xuân từ trong vòng tay càng không lấy ra rất nhiều bình đan dược, đựng một cái túi nhỏ, xoay người đi về bên cạnh Biên Duy Anh, kéo tay Biên Duy Anh, đem túi nhét vào trong tay nàng, vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn, dùng nhiều thuốc, điều dưỡng nhiều. Đột ngột tới quan tâm, cũng không biết có phải làm Biên Duy Anh kích động hay không, tay nhận đồ run rẩy một chút. Cho đồ, lúc Sư Xuân rút tay về, tay Biên Duy Anh lại giống như chấn kinh, theo bản năng bắt lấy tay hắn. Sau đó trong động lại lâm vào tĩnh mịch. Ngô Cân Lượng sờ tới cửa động đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, lại lẳng lặng nhìn phương hướng vừa rồi nói chuyện. Vừa rồi hắn đã cảm thấy tiếng đi của Sư Xuân kia đặc biệt có thần, hiện tại đại khái đã hiểu, Sư Xuân có thể tìm được biện pháp rời đi. Đây là chuyện tốt, vốn nên cao hứng, hắn cũng quả thật cao hứng, nhưng cảm giác lần này cao hứng không đủ thông suốt. Chính hắn cũng kỳ quái, tại sao lại không thông suốt chứ? Không nên à, hắn ngay từ đầu đã biết, một khi có biện pháp rời đi, Sư Xuân sẽ không để cho nữ nhân này sống nữa, chẳng qua thủ pháp lần này tựa hồ bình thản hơn rất nhiều, cũng không trực tiếp dao trắng vào dao đỏ ra, mà là để cho nàng tự sinh tự diệt. Cái này có điểm không quá giống Sư Xuân, mợ nó, hai người này ở trong bóng tối rốt cuộc làm chuyện tốt gì? Chỉ hận chính mình không nhìn thấy. Cũng may mắn mình không gọi ra tiếng chị dâu kia. Lý trí mà nói, cách làm của Sư Xuân cũng đúng. Vốn không có khiên cát gì, vậy tại sao mình lại cảm thấy không thông suốt? Có lẽ đúng như nữ nhân này nói, có một số việc chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, kém một ly một chút cũng sẽ không có loại cảm giác này. Hoặc là bởi vì nữ nhân này có thể nói ra lời như vậy. Hắn một tay khiên đau đầu vai, một tay chống vách động, ngón trỏ tại một cái thô ráp điểm nhiều lần vuốt ve, không nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi, biết có chút quyết định không nên là hắn tới làm. Có chuyện gì vậy? Thanh âm nhàn nhạt không chứa bất kỳ sắc thái tình cảm nào của Sư Xuân phá vỡ sự bình tĩnh. Lúc trước lại gần hôn môi cũng không cảm thấy vượt qua, lúc này vẻn vẹn nắm tay lại làm cho Biên Duy Anh cảm giác được vượt qua, nhanh chóng buông lỏng ra. Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, muốn cho giọng nói của mình bình tĩnh thông dong giống như đối phương, nhưng giáp sát tháo xuống không phải nói mặt là có thể mặt trở về, vừa mở miệng, mình cũng có thể nghe được âm rung trong giọng nói của mình. Tôi sợ bóng tối, có thể đưa tôi đến cánh đồng băng được không? Sự im lặng ngắn ngủi, khiến cô cảm thấy thời gian đã qua 1.000 năm. Nơi này thật sự là quá tối, băng nguyên tuy rằng đồng dạng đen, ít nhất có thể lấy ra đàn kim chiếu sáng, nàng tình nguyện muốn băng nguyên rét lạnh. Sư Xuân tự hồ suy nghĩ một chút, sau đó trả lời vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ một chữ, được. Sau đó đưa tay khoác lên cánh tay nàng, đỡ nàng đi về phía cửa động, phóng ra phong lân. Hơi thở xoay tròn đầu gió đối với lỗ thủng bên trong, rất nhanh liền đem ba người cùng nhau cho hút ra ngoài, thoáng qua lướt qua không trung mà đi. Trên đường, tay Sư Xuân vẫn cầm lấy cánh tay Biên Duy Anh không buông. Lúc tới là bị ông tới, lúc đi là bị kéo đi, trên mặt Biên Duy Anh chảy xuống nước mắt, đó là cảm giác sai lầm, nàng không muốn để cho người ta nhìn thấy. Bây giờ mới hiểu được, vẫn là làm cái kia biên thành chủ tốt hơn. Mẫu thân nói rất đúng, nam nhân đều không đáng tin cậy. Ngô Cân Lượng thường ngày nói chuyện hơi nhiều, lần này toàn bộ quá trình đều yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là Sư Xuân đánh vỡ bình tĩnh, sư tỷ, ngươi nói nếu như ngày nào đó chúng ta đi ra ngoài, ta cùng người nhà ngươi xảy ra xung đột, ngươi đứng ở bên nào? Ngô Cân Lượng lại vểnh tai lên. Về mặt cảm xúc, nước mắt càng chảy càng nhiều. Biên Duy Anh biết đáp án lý trí là dạng gì, nhưng hiện tại nàng thật sự là nói không nên lời, không đánh chửi người phụ lòng một trận đã là tình thế bất đắc dĩ, còn muốn nàng nói ra sẽ không quản người nhà của mình kiên định đứng về phía ngươi. Lúc này lệ rơi đầy mặt cô thật sự là làm không được, cảm xúc không thể thoáng qua điều chỉnh lại, mím chặt môi, cự tuyệt trả lời. Sau đó Sư Xuân cũng không nói gì nữa, tự hồ một mực chờ đáp án của cô. Không bao lâu, Sư Xuân mang theo hai người rơi xuống đất, giơ tay thu phong lân lại. Nhanh như vậy đã tới cánh đồng băng. Ngô Cân Lượng có chút ngoài ý muốn. Lặng lẽ lau nước mắt, Biên Duy Anh cũng cảm giác được dị thường, như thế nào không cảm giác được băng nguyên rét lạnh. Hai người đều theo bản năng dùng chân cọ cọ mặt đất, lại ngồi xổm ra tay, sờ sờ mặt đất, phát hiện căn bản không phải băng nguyên. Sư Xuân đi được vài bước thấy hai người không đuổi theo tiếng bước chân, quay đầu lại hỏi, các ngươi làm gì, đuổi theo? Hai người vội vàng đứng lên, hướng thanh âm của hắn mò mẫm tới gần. Thấy hai người mù đường đều đi không thuận, Sư Xuân đành phải tiến lên một tay kéo một người, kéo đi. Ngô Cân Lượng tò mò nói, chỗ này, không phải đi băng nguyên sao? Sư Xuân, Băng nguyên quá lạnh, sư tỷ bị thương không tốt, để nàng ở đó một mình, ta lo lắng. Hả? Ánh mắt Ngô Cân Lượng trong nháy mắt trừng lớn hơn cả đầu. Biên Duy Anh đang âm thầm đau lòng cũng chợt ngẩng đầu, mờ mịt, mơ màng, lại không biết có nên kinh hỉ hay không, là mình suy nghĩ nhiều, hay là đang nằm mơ. Lôi kéo hai người cũng không có đi bao xa, một cái sườn dốc đến bên trong một cái khe núi, Sư Xuân buông bọn họ ra, đi tới trước một cổ quái vật thi thể, rút đao nhấc đáy, chui vào trong thân thể quái vật, đối với nó vét sạch đáy lần nữa tiến hành cải tạo, bởi vì nhiều hơn hai người. Cũng chính là muốn giảm bớt trọng lượng quái vật, dễ dàng đi đường dài. Ngô Cân Lượng mắt trợn to, hỏi, Sư Xuân, ngươi đang làm gì vậy? Sẽ không lại cùng sư tỷ làm chuyện mờ ám chứ, các ngươi như vậy quá đáng ha, cẩn thận ta lấy đàn kim ra chiếu sáng các ngươi. Trốn ở trong thân thể quái vật, Sư Xuân không để ý tới hắn, tiếp tục bận rộn chính mình. Biên Duy Anh tỉnh tỉnh mê mê đứng bên cạnh, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên hỏi cái gì, đầu óc cũng không biết nên xoay chuyển như thế nào, cũng không biết là bị người khác làm cho choáng váng, hay là bị chính mình làm cho choáng váng. Chuyện chém chút thịt, Sư Xuân rất nhanh làm xong, dọn dẹp đồ lặt vặt, xốc đáy quái vật lên, gọi hai người, lại đây. Vì thế hai người thò bước tới gần, Ngô Cân Lượng là bị kéo vào, đối diện Biên Duy Anh rõ ràng ôn nhu hơn nhiều, Sư Xuân cầm lấy tay nàng, nâng đỡ dẫn vào. Sau khi tiến vào, Sư Xuân lấy ra một hạt đàn kim chiếu sáng, Ngô Hòa Lượng mới biết đây là chui vào trong cơ thể quái vật. Cái này làm gì? Ngô Cân Lượng tò mò. Biên Duy Anh lần đầu tham dự kế hoạch của hai người thì càng thêm tò mò, nàng đã bị choáng váng không biết nói chuyện gì, còn chưa hoàn toàn từ trong mê mang đi ra, lại thấy mê mang mới. Sư Xuân vỗ vỗ khối thịt lớn ở giữa, ta đã thử qua, những quái vật kia cũng không thông minh, khiến thứ này có thể trà trộn vào giữa chúng. Ngô Cân khó hiểu, trà trộn vào làm gì? Sư Xuân, công việc chúng ta làm lúc trước có hiệu quả, hai đầu kia bị định ở đó, ta thấy chúng đang mở cửa ra. Ngô Cân Lượng nháy mắt đã hiểu, hai mắt tỏa sáng nói, ẩn núp ở giữa chúng, chờ lối ra mở ra. Sư Xuân hơi gật đầu, lại đưa tay nhấc một miếng thịt từ trên vách lên, lộ ra một lỗ thủng to bằng cái đầu, chỉ phương vị khác, mở 6 lỗ, dễ quan sát. Người ra ngoài xem thử, sau khi khép lại, bên ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong hay không? Nói xong buông miếng thịt trên tay xuống. Được rồi. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Ngô Cân lập tức xốc đáy chui ra ngoài. Ánh mắt Biên Duy Anh dừng ở trên mặt Sư Xuân, cắn môi, nhìn chằm chằm hành động của hắn. Chỉ chốc lát sau, Ngô Cân Lượng ở bên ngoài sờ soạn dạo qua một vòng lại nhấc đáy chui vào, hắc vui vẻ, rất tốt, rất kín đáo, nhìn không thấy ánh sáng gần. Được rồi, lên đường, đến lúc ngươi xuất lực, khiêng lên. Sư Xuân chỉ vào khối thịt ở giữa. Hắc, việc nhỏ. Ngô Cân ông chặt lấy, đại đao cắm vào trong thân thể quái vật, ông lấy khối thịt trên vai, chống lên thân thể quái vật. Sư Xuân thu hồi đàn kim, một tay nắm tay Biên Duy Anh, một tay đỡ sau lưng Ngô Cân Lượng khống chế phương hướng đi tới, mở dị năng mắt phải nhìn đường. Ba người liền dùng loại phương thức vụng về này chạy đi, một đường rất nhanh trèo đèo lội suối, có lúc từ bên người quái vật khác đi qua, một đường hướng quái vật tụ quần xa tiếp nhận. Đây cũng chỉ là một lần thử nghiệm, sau khi chân chính tiến vào quần thể quái vật, ở trong đó trường kỳ ngồi chồm hổm, có thể bị nhìn thấu hay không, Sư Xuân cũng không nắm chắc tuyệt đối, lúc trước dù sao cũng chỉ là quơ quơ trước mặt một ít quái vật. Tu vi cao vũ, mặc dù chỉ là tiểu thành, khiên chút trọng lượng này vẫn không thành vấn đề. Ngô Cân Lượng chân chạy như gió. Vấn đề chân chính ở trên người Sư Xuân, dị năng mắt phải của hắn không cách nào kéo dài. Hơn nữa còn không dám đem lực kéo dài một lần hao hết. Sợ vạn nhất gặp phải tình huống đột phát cần khẩn cấp thì sẽ hỏng bét. Cho nên sau khi đi được một đoạn đường tương đối, Sư Xuân thấy được vị trí thích hợp liền lên tiếng ý bảo tạm dừng. Ngô Cân hiểu hắn, dừng lại tạm nghỉ, chính mình cũng có thể khôi phục một chút, dù sao đường dài không có gánh nặng nhẹ. Sau khi Sư Xuân nuốt đang dược khoanh chân ngồi xuống, Biên Duy Anh lại dựa vào ngồi bên cạnh hắn, rốt cục nhẹ giọng hỏi ra lời mình vẫn muốn hỏi, lúc trước đưa đang dược cho ta, có phải ngươi muốn bỏ mặt ta, sau đó các ngươi ra ngoài? Vấn đề này cô thật sự là không nhịn được. Ngô Cân Lượng đang ngồi điều tức lại vểnh tai lên. Lúc đưa đang dược cho ngươi, chính là muốn gọi ngươi cùng đi, ngươi bỗng nhiên nói muốn đi băng nguyên, làm cho ta bối rối, ta mới mặc kệ ngươi, chưa được ngươi đồng ý. Chỉ cần đem ngươi mang đến. Vậy sao? Biên Duy Anh nghĩ lại, vẫn cảm thấy có sự khác biệt, nàng đột nhiên trở nên rất so đo nói, không đúng, lúc ấy ngươi chỉ gọi Ngô Cân Lượng đi, đưa đan dược cho ta là muốn ta tự sinh tự diệt. Sư Xuân kinh ngạc nói, sư tỷ, đầu óc của ngươi nghĩ như thế nào, ta muốn bỏ ngươi, tại băng nguyên cứu ngươi làm gì? Biên Duy Anh ngây ngẩn cả người tại chỗ, đúng vậy, muốn bỏ mặc cô, lúc trước quả thật không cần thiết phải cứu cô. Nói một vạn đạo lý, cũng không thực dụng đạo lý này, trong nháy mắt cô ý thức được là mình lo được lo mất suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ đến đống nước mắt lúc trước không có lý do kia, nàng nhạo tới chiếu theo đầu vai Sư Xuân cắn một miếng, nàng vừa định trở về biên thành chủ, lại khôi phục tư thái tiểu nữ nhi. Tuy rằng cắn đau, Sư Xuân lại không có bất kỳ tránh né cùng kháng cự nào, mặt mỉm cười, tùy ý nàng cắn. Sự tình chân tướng như thế nào, chỉ có hắn rõ ràng nhất, có thể mang nữ nhân này cùng đi, đều bởi vì câu nói kia, tương lai cùng nàng Vô Kháng Sơn người nhà phát sinh xung đột sau, nàng sẽ đứng ở bên nào. Trên thực tế khi hỏi ra câu nói kia, hắn cơ bản không có ý định cho Biên Duy Anh đường sống. Vô luận nói là đứng về phía người nhà, hay là vì mạng sống nói sẽ đứng về phía hắn, đó cũng không phải đáp án hắn muốn. Cho đan dược cũng không có ý định để Biên Duy Anh tự sinh tự diệt, đó chỉ là đang tạo áp lực, cho dù Biên Duy Anh không nói đi băng nguyên, hắn vẫn sẽ hỏi ra vấn đề kia. Không chiếm được đáp án mong muốn, sẽ không có tự sinh tự diệt, hắn sẽ không lưu người sống, Ngô Cân Lượng đoán một chút cũng không sai, hắn sẽ trực tiếp rút đao giải quyết, đưa đi băng nguyên hậu hoạn khả năng càng lớn, càng không có khả năng. Sau khi cắn xong Biên Duy Anh lại lo lắng có phải mình cắn quá mạnh hay không, nhả ra xoa xoa cho hắn, còn đấm một quyền, giận dữ, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự dọa ta. Ngô Cân Lượng dựng thẳng lỗ tai khẽ mỉm cười, hắn có thể suy nghĩ cẩn thận, biết nữ nhân này đã đi trước quỷ môn quan một lần. Lấy thái độ làm người Sư Xuân làm như vậy tất có dụng ý, ví dụ như giả vờ ái mộ Miêu Diệt Lan. Hắn hắc hắc nói, chị dâu, hiện tại cũng đừng liếc mắt đưa tình, trước hết để cho hắn tranh thủ thời gian khôi phục, đi ra ngoài sinh con cũng không ai quản các người. Hết tập 12. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.